có phải đi luôn. Rồi, chào cả nhà mình, chào mừng đến với buổi chia sẻ về cách lập hồ sơ khách hàng cho một cái nhóm khách hàng mà anh chị đang muốn phục vụ, đúng không? Và luôn nhớ tâm pháp của chúng ta đó là gì? Bán hàng là phục vụ khách hàng, nên chúng ta nếu mà chúng ta càng hiểu khách hàng, hiểu được nhu cầu của họ, hiểu được nỗi đau của họ thì chúng ta sẽ phục vụ họ càng tốt, đúng không? Chúng ta mang tới những cái lợi ích của sản phẩm của chúng ta để giúp cho gì ạ? Để giúp họ sung sướng, đúng không? Mang tới lợi ích để giúp họ tránh đi cái nỗi đau. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ các anh chị về cái cách lập hồ sơ khách hàng nha. Rồi, trước tiên thì em sẽ nói qua về cái phần bữa trước mình có nói về quy trình bán hàng 8 cộng 2. Đây. Quy trình bán hàng 8 cộng 2 thì anh chị nếu anh chị nào chưa có kịp tham gia buổi hôm trước anh chị có thể chụp lại ha. Anh chị chụp màn hình lại rồi sau đó anh chị hãy vẽ cái bảng này nên gì dán lên trên cái góc học tập của mình hay là cái chỗ làm việc của mình á để mình nhớ cái quy trình này. Đây là một cái quy trình bán hàng rất là hay gồm có 8 bước. Bước 1 là gì đó là xây dựng danh sách khách hàng và cái bước này là cái bước quan trọng nhất. Anh chị lưu ý là bước này là bước quan trọng nhất bởi vì nếu như anh chị không có danh sách khách hàng á thì làm sao anh chị bán được hàng, đúng không? Rồi anh chị sẽ hay đặt câu hỏi là ồ rồi khách hàng của tôi đâu, đâu tôi bán cho ai. Nên là muốn kinh doanh bất kể một cái ngành nghề nào đó thì trước tiên đó là anh chị có sản phẩm, đúng không? Thì anh chị phải xác định được, xây dựng được cái danh sách khách hàng. Và một số anh chị mà kinh doanh một cái số cái sản phẩm mà về thực phẩm, về Đúng nhu yếu phẩm đó thì em gợi ý nó rất là dễ. Bởi vì sao? Bởi vì đa phần ai cũng có nhu cầu, đúng không? Ai cũng ăn uống đấy mà nhu yếu phẩm thì ai cũng cần. Đây thì có hỗ trợ cho cả nhà mình lập một cái hồ sơ khách hàng, lập một cái danh sách khách hàng đơn giản đó là xây dựng 200 mối quan hệ. Anh chị có thể là xem lại những cái phần trước ha. Rồi có danh sách khách hàng rồi thì bước thứ hai đó gì ạ? Đó là chúng ta hẹn gặp khách hàng. Hẹn gặp này thì có thể là gì ạ? Có thể là gọi điện thoại, có thể là gọi video, có thể là Zoom, rồi gì đó, gặp mặt trực tiếp, đúng không? Hay là những cái buổi offline ấy. Và chúng ta tạo ra những cái cuộc hẹn gặp để chúng ta kết nối sâu với khách hàng để chúng ta làm tiếp những cái bước 3, bước 4 và bước 5 đó là xây dựng mối quan hệ này. Xây dựng mối quan hệ tin cậy và thân thiết. Thì cái này mối quan hệ nó có 5 cái cấp độ mối quan hệ anh chị. Anh chị phải xác định được là cái khách hàng này, cái người này với mình này, họ với mình đang ở cái cấp độ mối quan hệ nào. Thì nếu như vậy, cấp độ mối quan hệ từ quý mến trở lên đó gì anh chị thì lúc này khách hàng mới dễ ra quyết định mua hàng. Còn nếu như họ mới chỉ biết mình thôi thì sẽ khó hơn, trừ một số trường hợp là họ có nhu cầu sẵn anh chị. Ví dụ như là chị Minh Hằng đi, là chị kinh doanh tạp hóa thì họ tới với chị là thực ra họ có nhu cầu sẵn rồi, đúng không? Ví dụ họ cần mua một cái ví dụ như mua kem đánh răng, họ mua bột giặt, họ mua cái gì đó thì họ có nhu cầu sẵn rồi, đôi khi không cần xây dựng mối quan hệ. Nhưng chị cũng cần nhớ công thức này để làm gì, để cho khách hàng quay lại nhiều lần hơn và họ có thể mua nhiều hàng hơn, đúng không? Ví dụ như lúc mà thanh toán mình hỏi thăm họ, hay là mình đợt này bên em có chương trình ưu đãi như thế này, có chương trình như thế này thế kia, thì mình cũng đang tặng quà, có một cách xây dựng mối quan hệ cho họ quay lại lần hai. Thì lúc đó đôi khi đối với gì ạ? Đối với những cái cửa hàng thì nó mới là bán hàng, mới gọi là bán hàng. Còn lúc đầu thì ra khách hàng có nhu cầu thôi, đôi khi họ mua một lần mà họ chả bao giờ quay lại lần hai hết, được chưa? Nên hẹn gặp để xây dựng mối quan hệ dễ hơn, với lại biết lúc mà gặp nhau này thì bắt đầu bước 4 là chúng ta xác định được nhu cầu khách hàng, nói chuyện với họ, hỏi thăm họ thì mình mới biết nhu cầu họ là gì chứ. Chứ bây giờ chưa, nên là anh chị thường là anh chị bỏ qua cái bước này, anh chị bỏ qua cái bước 4 đó là chưa xác định nhu cầu, anh chị sẽ nhảy luôn hẹn gặp một cái bán hàng luôn, nhảy xuống bước 6 luôn, chốt đơn luôn. Có mà anh chị nào có thì cái khả năng khách hàng từ chối rất là cao. Mình vừa hẹn gặp mình cứ vô hơi chào anh được, hôm nay em gặp anh muốn giới thiệu anh một cái sản phẩm này ABC, lắp 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 sao khách hàng kêu trong qua em cũng hay đó, để anh bàn với vợ anh cái đã. Có anh chị, nên là gì ạ? Phải đi theo các bước, đúng không? Nhưng nếu mà chúng ta nhảy thẳng luôn bước chốt đơn thì cái khả năng từ chối rất là cao, nên anh chị đặc biệt lưu ý cái điều này. Rồi xác định nhu cầu thì cái lúc này em nói rồi, khách hàng họ có rất là nhiều, họ có thể có rất là nhiều nhu cầu. Em ví dụ đi, em ví dụ như là hồi nãy thì Phạm với chị thì Minh Hằng chẳng hạn, thì chị Minh Hằng là tùy nha, em ví dụ nha, chị Minh Hằng là một cái người cũng
hay đầu tư bất động sản nữa. Ấy là chị cũng có đầu tư bất động sản mà đôi khi trước giờ em chưa gặp chị nên em chưa biết, mà ví dụ nói chuyện với chị chẳng hạn, à thì em biết là chị có nhu cầu bất động sản, thì mọi người thấy là à chị Minh Thành có một cái nhu cầu bất động sản này và mình chị muốn mua ở cái khu vực đó và mình cũng có bạn ở khu vực đó chẳng hạn, thì sao, thì mình có thể là à thì cũng đang tính mua bất động sản, em cũng có bạn đang làm bất động sản ở khu vực này, em thấy bạn hay bán nhiều lắm và giá bạn bán bạn rất là tốt, bạn chăm sóc khách hàng rất là tốt, vậy thì em giới thiệu chị cho bạn nha. Cái lúc này mọi người cũng đang xây dựng mối quan hệ không, nhưng mà tặng cho họ một cái mối quan hệ, đó là kết nối với cái người môi giới, tặng cho người môi giới một mối quan hệ, đó là tặng cho họ một cái khách hàng, đúng không? Chứ đừng có chăm chăm chỉ là lo cái sản phẩm của mình phải bán được, mà gì vậy? Đôi khi chúng ta xác định được nhu cầu khách hàng á, thì chúng ta phục vụ họ tốt hơn rất là nhiều. Anh chị nắm được ở đây không ạ? Ừ. Hay là nhu cầu học tập, ví dụ nói chuyện với nhiều anh Thành, do đợt này chị cũng đang tính học phát triển như vậy để chị kinh doanh hay chị học về bán hàng, đúng không? Giống mình cũng có học qua lớp đó rồi, à mình thấy à, lớp đó là hay ấy, chị em mới học qua thầy ấy, có gì chị tham gia lớp đó được ấy, giới thiệu cho thầy, giới thiệu thầy và dạ, giới thiệu chị Minh Thành cho thầy, hay là giới thiệu thầy để biết chị Minh Thành, đúng không? Thì thay vì chị chui vào một cái lớp khác không không biết là nó có hiệu quả hay không, không biết là thầy đó như thế nào, thì bây giờ học một cái lớp mà dạ, bạn mình đã học qua rồi, thì lúc này có phải là chị cũng dễ học hơn không? Và trong cái thời điểm hiện tại này em thấy là mua hàng qua giới thiệu dễ hơn rất là nhiều, giống như em mua á, bây giờ em đang muốn mua đôi giày đi mà em biết là bạn em có bán giày hay là bạn em có mua một cái đôi giày tương tự như thế, thì cái khả năng đó, em sẽ hỏi mua giày ở đâu vậy, em sẽ mua ngay cửa hàng đó, anh chị có hay mua giày không, những cái thời điểm như hiện tại anh chị có đang mua qua lời giới thiệu nhiều hơn không, có mà anh chị để ý không? Có thì comment, có thì comment, có đúng không? Trước đó là chúng ta đôi khi chúng ta đi tìm nhưng mà giờ chúng ta không có thời gian nhiều này, là chúng ta cũng cần phải kiểm định, nó mất thời gian nhiều lắm, thì thay vì đấy chúng ta thấy bạn mình cũng dùng một cái sản phẩm, à mình cũng đang thêm sản phẩm đó mà bạn mình đang dùng, mình hỏi đúng không, hỏi họ về cái trải nghiệm ok không, thấy đánh giá sao, khoảng tầm 4 5 sao là mua được rồi đúng không? Nên là có mối quan hệ nó lợi hại lắm anh chị đúng không? Và xác định được nhu cầu rồi thì bước năm đó là chuyển tính năng thành lợi ích, nhớ nha, chuyển tính năng thành lợi ích, lúc này chúng ta không tập trung nhiều vào tính năng nữa mà chúng ta phải chuyển thành lợi ích. Và cái này là một cái công thức rất là hay, tại sao phải chuyển tính năng thành lợi ích, thì lát chắc em sẽ mô phỏng hóa là cái này, đó là gì ạ? Chúng ta có vật chất và chúng ta có phi vật chất, ví dụ đối với một sản phẩm vật lý đi thì nó là vật chất đúng không anh chị, cầm nắm được là vật chất đúng không, là vật chất, nhưng mà chúng ta cứ nói mãi về vật chất thôi thì họ sẽ gì ạ? Đôi khi họ sẽ không không có cảm được, nhưng mà chúng ta nói về phi vật chất đó là những lợi ích họ sẽ đạt được như thế nào, và cái phi vật chất đó, nó gia tăng thêm cái giá trị rất nhiều cho cái vật chất, giống như anh chị biết về kim cương đúng không, kim cương, nhưng mà anh chị biết cái giá trị nằm ở đâu nhiều hơn không, nằm ở kim cương hay nằm ở cái phi vật chất, những cái vô hình mà kim cương mang lại đó, chứ thực ra chúng ta xài kim cương cũng đâu có nhiều đâu đúng không anh chị, vẫn cũng đeo thôi mà, nhưng mà họ nói là kim cương đúng không, kim cương là một cái phiên bản giới hạn, à những người đeo kim cương là những người giàu có đúng không, những người đeo kim cương là những người sang trọng, thì cái đó là phi vật chất đó anh chị, cái đó là phi vật chất, và cái phi vật chất nó mang lại giá trị nhiều hơn rất nhiều. Và trong thời buổi hiện đại này, ai đưa được phi vật chất vào cái sản phẩm thì người đó sẽ định giá được sản phẩm của mình, giống như anh chị có mua một khóa học không, khóa học đó là gì ạ? Vô hình là phi vật chất đúng không, đôi khi là có những khóa học, có anh chị nào mua khóa học hơn 100 triệu, hơn 50 triệu không, có đúng không, tại sao mình lại quyết định mua khóa học đó, đâu có phải là cái phi vật chất mà mình tin tưởng là nó mang lại không, những cái lợi ích nó mang lại không, đúng không chị Liên? Mình tin là những cái lợi ích thì bán hàng cũng thế anh chị, đừng có nói nhiều về vật lý nữa, đừng có nói nhiều về về vật chất nữa, đừng nói nhiều về sản phẩm vật chất nữa, mà hãy nói về phi vật chất, đó là gì, đó là những lợi ích họ sẽ nhận được, phi vật chất hóa vật chất thì cái giá trị cao hơn rất là nhiều. Đó, em ví dụ ở đây đa phần là các chị đi, em ví dụ vậy, cũng là một cái bữa cơm tối đó là anh chị chiên cho con của anh chị một cái món đó là đùi gà chiên nước mắm đúng không, các bé thường là rất hay thích đùi gà chiên đúng không,
thì nó là vật chất đúng không anh chị? Nếu như nó là một bữa ăn bình thường mà anh chị chiên cho bé không, à, con ăn đi, anh chị bỏ ra dĩa xong anh chị chỉ nói là ờ, con ăn đi. Đó, đó là chỉ vật chất đúng không? Nhưng à, người mẹ này biết thổi phi vật chất và vật chất thì sao ạ? Thì người mẹ này à, hôm nay mẹ à, làm xong thì mẹ quyết định là mua đùi gà về làm món này cho con, và mẹ đi rất là nhiều điểm mẹ mới mua được món này. Hôm nay mẹ ghé tới cửa hàng đó thì không có à, và mẹ thấy mẹ ghé thêm hai ba cửa hàng nữa thì mẹ mới mua được, và mẹ biết là con rất là thích cái món đùi gà chiên mắm và mẹ muốn làm cho con ăn à, và mẹ tin là con ăn sẽ ăn thiệt ngon nha. Thì lúc này có phải đứa bé nó cảm được cái vi vật chất từ người mẹ không? Nó ăn ngon hơn bình thường không? Thì cũng là một cái đùi gà thôi. Đúng không ạ? Đưa vào bụng thì nó vẫn là một cái đùi gà thôi, đúng không các chị? Nên ai biết thổi vật chất vào sản phẩm thì gì ạ? Sẽ gia tăng giá trị hơn rất nhiều. Và kể cả những cái câu chuyện em vừa chia sẻ đó, thì ai thổi được vi vật chất vào cái món ăn đó thì món ăn đó nó lại càng ngon hơn nhiều. Đúng ạ? Nếu đúng thì comment đúng với em. Thấy heo ạ. Nên đây các em biết là các chị nhiều nè, có gia đình nhiều nè, đó thì hãy dùng thêm những cái phi vật chất, đó là ngôn từ thôi chị, phi vật chất đó là những ngôn từ thôi, và anh chị muốn muốn nói điều hay, muốn nói những cái ngôn từ hay rất là dễ, anh chị chỉ cần biết những cái từ hay, nó như gọi là power word anh chị, và anh chị chỉ cần nói những điều đó thôi thì tự nhiên nó hay. Rồi chuyển tính năng thành lợi ích. Bây giờ không nói về tính năng nữa, mà cái lợi ích mang lại là gì? Thì cái lợi ích này nó cũng sẽ giống như một cái phần trong hồ sơ khách hàng. Được chưa? Một cái phần trong hồ sơ khách hàng thì cái này là đúng là hình vuông. Còn cái xác định nhu cầu á, mà hôm nay chúng ta làm đó là gì ạ? Cái xác định nhu cầu này, đó là cái hồ sơ khách hàng là hình tròn, để biết khách hàng có nỗi đau gì, có nhu cầu gì, đúng không? Và cái việc họ cần làm là gì để họ chuyển từ cái nỗi đau thành sự sung sướng. Thì lát sẽ hỗ trợ cho cả nhà ha. Và cái hình tròn nó nằm ở cái bước đó là xác định nhu cầu. Hình tròn này nè, nó có hai hình. Hình tròn này nó sẽ nằm ở bước 4 và hình vuông này nó sẽ nằm ở bước 5. Rồi, nhưng mà chúng ta tập trung vào hình tròn trước đi, bởi vì có khách hàng thì chúng ta mới bán được hàng đúng không? Tập trung vào khách hàng trước. Và cái hình vuông này thực sự nó dễ hơn rất là nhiều anh chị. Hình vuông này dễ hơn rất là nhiều, chỉ cần biết hình tròn thôi thì chúng ta sẽ sáng tạo ra hình vuông được. À, rất là dễ. Rồi, bước thứ 6 mới là chốt đơn. À, tới bước này thì dạ, thì mới là bán hàng. Là bán hàng thì em cũng có một cái ebook, em mới xong cái ebook đó chị, anh chị, đó là về 69 câu hỏi để khiến khách hàng ra quyết định mua hàng. Thì cái lúc mà chốt đơn anh chị thì cũng tắt xuống xe đơn giản hơn rất là nhiều, thay vì anh chị hỏi là ừ vậy em vừa trình bày xong rồi đó thì chị có mua không, thì thường là hỏi chị có mua không thì thế nào là cũng một cái từ là không. Hỏi hỏi cái câu mà nó hỏi cái câu mà nghe nó vô nghĩa dễ sợ luôn, thì thay vì hỏi câu đó thì đổi bằng câu khác à, anh chị muốn mua một sản phẩm hay hai sản phẩm, đúng không? Anh chị có thể tham khảo cái ebook đó và dùng chỉ dùng cái câu hỏi đó thôi thì khách hàng họ tự ra quyết định, khách hàng họ tự ra quyết định được nha. Và trong đó có những cái câu gợi ý để giúp khách hàng ra quyết định à, có thể dùng thử. Ví dụ có một số cái sản phẩm là họ cho mình dùng thử trước đúng không à, anh chị có thể là anh chị dùng thử trước, anh chị trải nghiệm, hay là có một cái về bên thú cưng anh chị, ví dụ như là họ bán thú cưng đi, nó có một cái chương trình rất là hay, đó là gì ạ? À, đó là anh chị có thể là gì ạ, nuôi có thể là mang về nuôi một tuần, là nếu như anh chị thấy là không có ưng, không có phù hợp á thì anh chị có thể trả lại, đúng không? Thì cái lúc này mua về mang về nuôi rồi thì sao, thì thường là mình đã thích cái con chó đó rồi, ví dụ nói về chó đi ha, thích cái con chó đó rồi à, nuôi rồi thì khả năng gì ạ? Họ mua rất là cao, nói là nuôi thử thôi và có thể trả lại thôi, nhưng mà thực ra là nuôi đôi khi là một hai ngày thấy ok thì họ có thể họ thanh toán luôn, họ mua luôn, anh chị nắm được không? Và thường chúng ta dùng thử rồi thì chúng ta sao, chúng ta thường là nếu mà nó không có vấn đề gì lắm thì chúng ta sẽ dạ, chúng ta sẽ dùng luôn, hoặc là chúng ta dùng thử chúng ta thấy ok thì chúng ta sẽ mua. Đó cũng là những cái bước để chuyển đổi thành bán hàng. Nhưng cho là bước 6 chốt đơn, anh chị có thể xem cái ebook đó ở trong nhóm truyền cảm hứng. Được chưa? Từng có tặng trên truyền cảm hứng anh chị xem, anh chị chọn cho mình 5 tới 10 cái câu để ứng dụng cho cái sản phẩm của mình, thay vì là hỏi anh chị có mua không thì bây giờ chúng ta thay cái câu lại, và em tin là anh chị sẽ gia tăng doanh số, bởi vì chỉ với một câu duy nhất thôi, đó là chọn một trong ba thôi thì em đã có doanh số đó là hàng trăm triệu với sản phẩm Suto. Em bán cái gì cũng quay về một trong ba hết anh chị.
dù là sản phẩm lẻ, dù là combo, dù là đại lý, gói nào em cũng phải quay về một trong ba hết anh chị. Và dùng cái đó thì chỉ giao cho đại lý thôi, thì đại lý của em trong một ngày thôi anh chị, trong vòng một ngày thôi thì hàng chưa về luôn, nhưng mà chuyển giao cho chị để chị chào hàng luôn, và trong vòng một ngày thì chị bán luôn được 4 combo. Thì anh chị thấy cái công thức đơn giản không? Trong vòng một ngày thôi là chị đó chị bán được 4 combo, tương ứng với một combo là khoảng gần 1 triệu, thì có phải là chị bán được 4 triệu không, mà chưa có sản phẩm anh chị? Bởi vì sao? Chỉ sau 3 ngày nữa là sản phẩm giao về thôi, đằng nào mà chỉ ví dụ như là người ta đặt hàng của chị thì đâu đó cũng 2 3 ngày mới giao về. Giống vậy thì đặt hàng trước mọi người thấy mua trước và mọi người đợi không? Đấy, mọi người thấy tuyệt vời mà. Chỉ một cái công thức đơn giản thôi mình có thể làm, và mình có thể chuyển giao cho đội nhóm. Quan trọng một từ khóa này mà em nhận được trong trong thời gian năm vừa rồi đó là đơn giản. Anh chị có thể comment xuống ha, đơn giản và đơn giản hóa là trước cũng hay phức tạp nhiều cái quá thì khó làm, bây giờ đơn giản là làm sao để đơn giản nhất để mình dễ làm và để mình dễ chuyển giao. Comment từ khóa đơn giản ha, để mình nhắc nhở bản thân mình đó là nếu như tự nhiên mình thấy nó khó quá, nó phức tạp quá thì mình hãy nhớ đó là đơn giản. Kể cả làm video cũng vậy, thì hãy nhớ từ khóa là đơn giản. Đôi khi nghĩ nó khó quá phải làm video cho hay, mình làm hay rồi đấy, nhưng mà mình làm hay quá thì mình chuyển giao cho người khác nó khó đúng không, nó cực. Thì anh chị làm sản phẩm vậy, làm sản phẩm gì á cũng hãy nhớ là từ khóa đơn giản để mình có thể chuyển giao cho họ, họ vẫn có thể làm được. Và em đang làm một sản phẩm mà em nói là đơn giản, nó có một nhưng làm một việc nhưng ra nhiều kết quả. Thì có nhiều anh chị á, em nói thiệt nha, anh chị làm nhiều việc nhưng anh chị chỉ ra một kết quả thôi, nhưng sản phẩm đang làm á, anh làm một sản một việc nhưng em ra nhiều kết quả. Nhìn hình thái thì em bán sản phẩm vật chất, nhưng bên trong đằng sau là em có cả bán sản phẩm vi vật chất, em làm một sản phẩm vi vật chất, và còn lớn hơn thế nữa, còn đằng sau của cái em có khách hàng đó nữa. Đây, làm một việc nhưng ra nhiều kết quả. Anh chị lưu ý cái điều này đó, đơn giản để gì ạ? Để chúng ta có thể làm một việc nhưng ra nhiều kết quả. Nào, chốt đơn. Bước 7 là gì ạ? Bước 7 là xử lý từ chối. Đương nhiên lúc mà chốt thì có người mua, có người không mua, bởi vì cái quy tắc nó luôn đúng anh chị, quy tắc 80 20 luôn đúng. Đẹp á thì 20% người mua, 80% từ chối. Đẹp. Đúng không? Còn tệ hơn tí nữa thì 20% của 20% người sẽ mua. 8% từ chối. Nếu như chúng ta xây dựng được cái danh sách khách hàng nó tốt rồi á chị, thì anh chị cái xác suất ở dưới á, nó sẽ rất là thấp. Xong thì bán hàng rồi thì chúng ta lại follow chăm sóc khách hàng. Đó là 8 bước, và bên cạnh đó nó có 2 bước này anh chị lưu ý, và chỉ cần em gợi ý hôm nay thôi và em tin anh chị làm, anh chị chỉ cần nắm được cái keyword này thôi anh chị sẽ làm rất là tốt. Nè, đó gì? Có một cái bước nữa đó là xác thực kiểm tra. Và tại sao 2 cái bước này nó lại tách ra? Đó là 2 cái bước này anh chị nó nằm riêng ra để cái gì? Nó sẽ xuất hiện trong cả 8 bước. Anh chị lưu ý nha, nó sẽ xuất hiện trong cả 8 bước luôn, nên nó không dính bất kỳ bước nào hết. Ví dụ là xây dựng danh sách khách hàng, thì lúc này mình có một cái người khách hàng đó, thì mình cũng phải đánh giá xem họ có phải là họ giống như họ thuộc cái hồ sơ khách hàng của mình hay không, đúng không? Họ có phải khách hàng tiềm năng hay không, họ có cái quy tắc main không, anh chị còn nhớ quy tắc main không? MAN, anh chị còn nhớ không? Anh chị nào còn nhớ thì comment. M là gì, A là gì, N là gì, giúp em nha. Anh chị còn nhớ quy tắc main không? Anh chị chỉ cần nhớ cái này thôi thì anh chị sẽ gì ạ? Anh chị sẽ đỡ mất thời gian với những cái khách hàng mà không tiềm năng rất là nhiều. Lúc trước em không biết cái này anh chị, lúc trước em bạn làm bất động sản á, em không biết là khách hàng nào mà nghe rồi gửi thông tin cho anh đi rồi này kia, là em cũng nghĩ là chắc là họ là khách hàng tiềm năng, em chăm quá rồi chăm luôn, xong phát hiện họ đâu có tiền đâu anh chị. Mình tốn thời gian bởi vì lúc đó mình cũng đâu được biết công thức này đâu anh chị, mình cứ nghĩ họ cứ để anh xem đi, anh xem hay là sao 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 đó. Nhưng mà sao họ không phải là khách hàng anh chị. Đây, anh chị nào còn nhớ, còn nhớ quy tắc này không? Rồi nếu không nhớ thì ghi xuống. Nói gì ạ? M đó là money, money là tiền, khách hàng phải có tiền đúng không? Tiền này thì có thể là gì, có 2 dạng. Thứ nhất là họ có sẵn tiền, thứ hai là họ có cái nguồn khác để đổi ra tiền. Có thể họ không sẵn tiền anh chị, nhưng mà gì, họ có nguồn khác giống như là lương sắp về nè,
tiền sắp về nè, đúng không? Hay là họ có thể đổi một cái, họ có thể bán gì đó thành tiền, hay họ có thể đổi một cái gì đó thành tiền, được chưa? Hay là một cái gì đó tương đương với tiền, giống như giờ không có tiền nhưng mà có chỉ vàng. Đổi được không anh gì nói được không? Nên là họ có khả năng chi trả, là có tiền, hoặc là họ vẫn có những nguồn lực để họ có thể dạng họ vận dụng được. Ừ, và cái này đối với những sản phẩm mà em lấy nè, đối với những sản phẩm mà dưới 100 triệu á, thì thực ra nếu mà họ có muốn nha, họ thực sự muốn nha, họ sẽ tìm cách để họ có, muốn và cần họ sẽ tìm cách để họ có. Anh chị nếu bán sản phẩm dưới 100 triệu, anh chị tin một điều là nếu như họ muốn họ đều có cách. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có câu chuyện như thế này, đó là bình thường với người đi, thì em ví dụ như là chị, em ví dụ em mời chị Minh Thành đi, mời chị Minh Thành giao lưu với em phần này nha. Ví dụ như là giờ em nói vậy đó, giờ chị Minh Thành ơi, giờ vậy 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 đó, cần 100 triệu để chị có thể là tham gia cơ hội này vào, và từ đến ngày mai là chị phải có. Nhưng mà em giới thiệu hết nè, từ đến ngày mai chị phải có. Mà bây giờ em nói thiệt nha, là chị Minh Thành không có tiền đi, thì cái lúc này á, chị sẽ nói, có phải là chị từ chối em không? Thì chị Minh Thành nắm được không ạ? Chị Minh Thành ơi, bây giờ có một cái cơ hội này vậy vậy nè, đó thì nó cần 100 triệu, thì từ đây tới ngày mai thôi, muốn tham gia thì từ đây mấy ngày mai thôi. Nhưng mà hiện tại nha, em nói hiện tại luôn là em cho một cái ví dụ là chị Thành không có tiền, chị Thành không có tiền luôn, thì có phải chị từ chối em không? Ơi giờ chị không có tiền đâu. Có chị bật mic lên, chị bật mic lên đi, chị bật mic lên đi, đúng không? Là chị có thể từ chối em thẳng luôn, bởi vì chị hiện tại là chị không có tiền thiệt mà, đúng không? Nhưng bây giờ cái bối cảnh khác là gì ạ? Bây giờ gia đình cụ thể hơn là ví dụ như ba hoặc mẹ chị có vấn đề mà cần cái số tiền 100 triệu, đúng không, để khám chữa bệnh, em chỉ ví dụ thôi nhé, và cần ngay ngày mai là phải có, thì cái lúc này này chị Thành thử, lúc này này thì chị Thành nghĩ là ngày mai chị có thể xoay được 100 triệu không, đúng không? Nên nó nằm ở cái động lực anh chị, nó nằm ở cái nhu cầu, ở cái động lực á. Nên là thực ra là nếu như em nói là dưới 100 triệu, đối với những sản phẩm dưới 100 triệu nha, nếu như họ muốn thực sự nha, họ sẽ có cách để họ có, họ sẽ có nguồn lực để họ có. Nên anh chị cứ yên tâm một điều đó là gì ạ? Chỉ cần tiếp theo hai cái sau đó là gì, đó là nếu như hội đủ hai cái sau nữa, thì cái lúc này dù là họ không có tiền thì họ cũng sẽ có cách để có tiền. Cái A là gì ạ? N là money nhé, comment giúp em luôn đi, comment để cho mọi người nhớ N là money, là nhớ nha, cái này là phải thuộc như cháo ăn vô máu nha. Để cho em mở một cái sheet lên đi, nếu không là anh chị lại lại không đâu nhé. Cái này hay lắm đó anh chị nắm được cái này là anh chị sẽ gì à? Anh chị sẽ biết được ai là khách hàng tiềm năng, và chúng ta sẽ tập trung cho người nào tiềm năng anh chị. Rồi M là money, money là tiền ha. Rồi A là gì? A em biết không, biết đúng hay không nha, anh chị kiểm tra giúp em, để còn để em kiểm tra. Em nhớ là authority này, authority đúng rồi, thẩm quyền. Là có quyền quyết định anh chị, thẩm quyền là có quyền quyết định. Ra mà đối với sản phẩm mà dưới 100 triệu á thì có quyền quyết định luôn, nhưng mà ví dụ trước em bán bất động sản nên anh chị nó tài sản lớn mà, nên là quyền quyết định đó đôi khi mình làm việc với chồng anh chị, nhưng mà quyền quyết định chính là vợ, ví dụ vậy, thì phải gặp vợ, đúng không? Hoặc là hai người cùng một lúc đó, thì mới dễ anh chị, đôi khi không có cái để anh chị hỏi vợ đây, kiểu kiểu vậy. Anh chị hay nghe gặp cái câu hỏi, gặp cái câu là thôi để anh về hỏi vợ đó. Nhưng mà đối với những sản phẩm mà nó nhỏ nhỏ hơn thì anh chị gì ạ? Họ có thể ra quyết định luôn. Và đối với gì ạ? Nếu như đó là phụ nữ nha, thì họ em nghĩ là những sản phẩm về thực phẩm này, rồi nhu yếu phẩm này, thì phụ nữ ra quyết định luôn chứ hỏi chồng làm gì, đúng không? Nên anh chị có thể tự tin một điều là họ có thể ra có quyền quyết định rồi đó. Nhưng mà đối với những sản phẩm lớn nha, là anh chị sẽ xác định được ai là người quyết định chính. Sản phẩm lớn mấy trăm triệu tới mấy tỷ anh chị là phải xác định ai là người quyết định nha, nhớ cái điều này nha.
để sau này mà bán sản phẩm lớn á, là phải lưu ý. Rồi còn cái này quan trọng nhất nè anh chị, cái này quan trọng nhất nè, đó gì ạ? N, cái này quan trọng lắm. Có nhu cầu đó. Đôi khi cái này, bởi vì sản phẩm dưới 100 triệu là họ có quyền quyết định rồi, thì cái lúc này này có tiền hay không có tiền á, thì họ chỉ cần có nhu cầu thôi, đúng không? Và họ thấy họ cần thôi thì họ sẽ ra quyết định luôn. Thì cái này nó quan trọng lắm anh chị, phải biết được họ có nhu cầu hay không. Thì muốn có nhu cầu hay không thì phải xác định nhu cầu. Ở bước 4 nó dễ, xác định nhu cầu. Thì nếu mà họ có nhu cầu và sản phẩm của mình nó có nhiều lợi ích gì ạ, có thể giúp họ đáp ứng được nhu cầu của họ, đúng không, giúp họ tránh được cái nỗi đau của họ, thì cái lúc này khả năng ra quyết định họ rất là cao. Nên anh chị phải nhớ cái quy tắc men này nha. Được chưa, bây giờ đã nắm được chưa? nhờ nhờ cái quy tắc này mà em bán được biệt thự 9 tỷ đầu tiên đó anh chị. Em thấy biệt thự 9 tỷ đầu tiên đó, là cái ngày hôm đó em bán ra một ngày luôn, mà đầu tiên luôn á, là hôm đó là em ra tin, em đăng mỗi ngày, mà bữa đó em rét lại cái tin nhắn lên, rồi sau đâu 30 phút thôi có một chị nhắn là ở biệt thự này còn không em, thì em nói để em kiểm tra cái đã. Thì sao anh báo lại là còn đó chị, tại tại khách hàng này họ cũng đi coi hết rồi anh chị, họ có nhu cầu rồi, ý là họ đang có nhu cầu họ mua biệt thự, họ đi coi trước rồi, nhưng mà họ chưa chưa gặp được cái nguồn hàng á, là cái căn mà họ ưng ý á, thì họ bữa đó họ gặp em, chứ không phải là tới đó họ mới có nhu cầu đâu, mà họ đã có nhu cầu trước, họ đi coi trước rồi, thì bữa đó duyên thôi, thì cái tin của mình được họ đọc thôi. Đấy, thì họ hỏi thì em nói có, thế là chị nói là chị hỏi giá, rồi xong trưa chị kêu là đi coi. Đi coi thì lúc này em nói ủa, lẹ quá ta, để coi lại cái khách hàng này, thì lúc này em phải vô thẩm định lại, em xem thử chị này có thiệt hay không, phải nói thiệt hay không đã. Được, trẻ lắm anh chị, cái hồi đó mà chị năm 88 nha, là 2019 mà chị năm 88 là nhiêu nha, 2019 mà chị năm 88 là 31 tuổi anh chị, mà mua một căn biệt thự 9 tỷ là anh chị thấy đúng không, phải cần nhiều tiền đúng không, thì phải em phải vô thẩm định lại để xem chị này có thực sự là khách hàng hay không, hay là chị này là sale để hỏi dò cái bản hàng của em. Đấy, em vô em coi thì chị này cũng chị cũng có đang bán đất, thì lúc đó em nghĩ là chỉ là sale thôi, nhưng mà chị bán đất của chị anh chị, thì lúc đó chưa gặp mà, tại vì mình đánh giá một cái người mình phải vô coi cái profile của họ anh chị nhớ nè, vô coi cái Facebook, vô coi Zalo, hay là vô coi YouTube, vô coi thông tin của họ sơ qua trước, đối với những người mình quyết định hẹn gặp nha, trước khi hẹn gặp anh chị phải thẩm định họ một lần nữa, đến gì để đánh giá lại thử họ có đủ những yếu tố này không, đúng không? Nhưng mà đầu tiên trước là họ có tiền không, rồi tính cách họ như thế nào, đúng không? Rồi sau đó thì em vẫn ngờ ngợ cho tới lúc là chị nói là đi coi, bắt đầu chị gửi cái địa chỉ cho em, thì chị gửi là biệt thự ở quận 9, chị chỉ cần em đọc cái biệt thự quận 9 là biết rồi có tiền, bởi vì ở nhà ở biệt thự mà có tiền, đúng không? Đưa xe xuống đó. Nghe chỉ cần nhắn một cái tin là đón chị ở biệt thự này lại biết chị có tiền rồi đó. Rồi nhu cầu là có, quyết định là có, thì bây giờ sản phẩm mình phù hợp nó thì ráp vô, thì trong cái thời gian mà di chuyển lên xe anh chị thì có nói chuyện với nhau, bắt đầu là xây dựng mối quan hệ nè. Lúc đó em không biết công thức này đâu, nhưng mà lúc đó làm theo quy trình này nó gì, bắt đầu là xây dựng mối quan hệ này, nói chuyện với nhau, nói về những cái sở thích nè. Lúc đó có chồng chị nữa thì nói chuyện là ảnh cũng thích xe nhà, cũng thích đi du lịch, ví dụ vậy. Không, mình nói chuyện những cái chuyện để mình kết nối thêm với họ, rồi nhu cầu hỏi thăm anh chị đầu tư thế nào ABC giống vậy, rồi xuống là chỉ chuyển thế nào thành lợi ích thôi. Hoặc là chốt đơn trong một ngày với biệt thự 9 tỷ. Công thức này anh chị nhớ, đối với những sản phẩm cao cấp nha, là anh chị phải nắm chuẩn về cái công thức này, còn đối với những sản phẩm mà nhỏ nhỏ tầm mấy triệu này kia anh chị, thì thực ra là chỉ cần họ có này thôi, bởi vì tiền thì em nói là tiền kiểu gì họ cũng có, quan trọng là cái này họ có cái này, có nhu cầu và quyền quyết định là họ có, thường là họ sẽ có luôn rồi đó, muốn họ sẽ tìm cách được không. Thôi còn men xuống men. Man, hãy nhớ lần nữa coi, chia sẻ rồi lại không nhớ hay không ạ?
Cái này dạ, xác thực kiểm tra anh chị, xác thực kiểm tra anh chị, dạ, xét theo cái quy tắc đó anh chị, xác thực kiểm tra cho các bước luôn. Ví dụ như hẹn gặp mình cũng đánh giá họ, mình cũng đánh giá sơ bộ trước, và hẹn gặp mình cũng nói chuyện đúng không, mình cũng nhìn, mình đánh giá họ xem như thế nào có phù hợp hay không. Đúng vậy, rồi bước nào mình cũng xác thực kiểm tra hết anh chị. Và cái này quan trọng nữa anh chị, đó là xin lời giới thiệu. Và chỉ cần anh chị biết một cái công thức này thôi, đó là xin lời giới thiệu thôi, thì em tin cái doanh số của anh chị nó sẽ đột phá trong thời gian tới. Bởi vì đôi khi anh chị không có biết công thức anh chị, và không áp dụng triệt để, đúng không? Ví dụ như chỗ mà dạ, chúng ta có một cái khách hàng rồi, em bắt đầu từ cái bước có khách hàng đi ha. Ví dụ anh chị có khách hàng rồi thì lúc này đơn giản gì ạ, anh chị có thể hỏi họ một câu, đó là à, anh chị có biết là anh chị có bạn bè hay người thân cũng đang có cái nhu cầu giống như anh chị không, giới thiệu cho em, hiểu không? Cái lúc mà họ mua hàng xong á, và họ có trải nghiệm tốt á, là cái lúc họ rất là thăng hoa, và anh chị phải hỏi ngay, phải đề xuất ngay. Hoặc là mình xây dựng cái cơ chế cho họ à, thì nếu như anh chị giới thiệu khách hàng cho em à, thì em sẽ gì ạ, em sẽ ưu đãi cho anh chị như thế này, như thế này, như thế này. Ví dụ trước em bán bất động sản anh chị, là bên bất động sản là bất động sản nha, là cái nghề mà anh chị sẽ được học rất là nhiều luôn anh chị. Học cực kỳ nhiều luôn. Ví dụ như em bán được một khách hàng đi, ví dụ em bán được cho chị Hoa, em bán cho chị Hoa một cái căn hộ đi, chị Hoa mua rồi đúng không, thì lúc mà chị Hoa mua nha, em sẽ làm một cái, đó là khách hàng nào mua của em á, là em đều tặng họ một chỉ vàng hết á. Có khách sập sập mua lớn em tặng còn 2 chỉ, em đều tặng một chỉ vàng này. Lúc đó họ chưa mua nha, kể cả họ chưa mua em cũng nói như một câu như thế này này, để giúp họ ra quyết định á. Họ thích rồi nha, mình biết họ thích rồi, họ có tiền là họ có một quyết định rồi, nhưng mà họ vẫn đôi khi họ vẫn sẽ chưa chốt. Thì mình nói một cái câu này à, thì đợt này em thấy là anh chị có nhu cầu rồi đó à, anh chị rất là quan tâm rồi, và cái sản phẩm này nó chỉ còn căn này là đẹp thôi à, anh chị có thể quyết định ngay. Và nếu à, em thấy là em với anh chị có duyên á, thì nếu anh chị mua hôm nay, anh chị mua ngày, ví dụ như trong tuần này, tùy cái giới hạn mà đưa ra nha. Ví dụ à, nếu mà anh chị mua trong cái đợt này này, em sẽ tặng anh chị một chỉ vàng. Họ được ưu đãi từ từ chủ đầu tư rồi, nhưng mà mình cái này là mình tặng cho họ đấy, mình tặng cho họ thì họ gì, lấy lộc á, thường là bên bên nhà đất hay nói là tặng vàng lấy lộc anh chị, thì em nói là tặng anh chị một chỉ vàng để anh chị lấy lộc, thì họ họ qua ra quyết định sẽ rất là nhanh à, quyết định nhanh hơn nhiều, thúc đẩy hành động đó anh chị. Họ cũng có tiền rồi nha, họ có quyền quyết định rồi nha, họ có nhu cầu rồi nha, nhưng mà họ sẽ vẫn lẫn lừa không. Thì cái lúc này mình giúp họ ra quyết định bằng cách là tặng họ một món quà à, có 2 cái trả lời cái câu hỏi này này, đúng nhu cầu rồi nhưng vẫn chưa ra quyết định, thì cần cái gì anh chị ghi xuống đó vậy. Đó là có 2 cái yếu tố để giúp họ ra quyết định. Yếu tố thứ nhất đó là thời gian. Thời gian mình phải đặt cái mốc hôm nay, tuần này, 3 ngày, ngày bao nhiêu đó, đặt cái mốc được chưa, để họ ra quyết định. Ví dụ như cái ưu đãi này chỉ có trong cái thời gian này, anh chị thấy những chương trình đó đúng không ạ, dễ nhìn nhất là siêu thị đúng không, siêu thị nó có khi mai năm không, hay đến thời gian là mấy ngày trong thời gian đó thôi đúng không. Anh chị có thể học từ những ông lớn họ làm chương trình đó, là cái thời gian gọi là thúc đẩy hành động nha. Có nhu cầu rồi nhưng mà chưa hành động, với chưa không có deadline, cái não bộ nó cần deadline chị. Anh chị chỉ cần nhớ nè, não bộ cần deadline, anh chị chỉ cần nhớ đó là não bộ cần deadline. Đôi khi mình cũng có rồi nhưng mà mình lại quên anh chị, bởi vì mình nghĩ là nó còn dài lắm nên mình cứ để có không. Anh chị cũng cũng hay có một cái tâm lý như thế không, bài tập á, một tuần á, thực ra là hôm nay làm cũng được, ngày mai làm cũng được, mà sao lại để tới gần bán giờ nộp bài tập mới làm đúng không. Chúng ta có một cái năng lực là chạy deadline cực kỳ kinh khủng, nên là não bộ nó cần deadline đúng không. Đây là một cái khoa học, đưa khoa học não bộ vào bán hàng thôi anh chị. Anh chị hãy nhớ đề lúc mà đề xuất bán hàng đó, thì hãy nhớ là deadline là cái thứ nhất, là thời gian. Thứ hai là khan hiếm, khan hiếm đúng không, càng hiếm thì người ta càng quyết định nhanh. Bây giờ mà nghe còn nhiều thì họ vậy, họ nói ôi còn nhiều mà thông thả cái đã đúng không. Nhưng mà nghe là đây là phiên bản giới hạn, chỉ có một sản phẩm anh chị mà mua là anh chị người độc nhất ở Việt Nam sở hữu nó, có là những mặt hàng cao cấp với anh chị à, rồi những cái sản phẩm mắc tiền á, họ bán phi vật chất không, họ bán cái kiểu đó không. Khan hiếm nó cũng thuộc về phi vật chất đó anh chị đúng không, phiên bản limited chỉ anh chị mới có
Đó, họ bán cái phi vật chất đó, thì lúc này có phải là dễ quyết định không? Ừ, nên là khan hiếm, có hai cái yếu tố để giúp họ ra quyết định nhanh hơn, được không? Đó, thì trong trong bất động sản vậy đó anh chị, bán ha, à, mình bán mình ra ưu đãi, mình ra thời gian, rồi bán xong em nói câu chuyện là bán xong rồi họ mua xong rồi thì ai à, bạn chị cũng hay đầu tư, em biết là chị cũng hay đầu tư, chắc chị cũng hay có bạn đầu tư đúng không? Dạ, thì nếu mà bạn chị mà có đầu tư á, họ cũng quan tâm cái căn hộ này, chị giới thiệu cho em đó, em gửi chị tùy nha, ví dụ em gửi chị bao nhiêu tiền đó, họ không tặng luôn chỉ vàng luôn cũng được, bởi vì vậy này, thay vì anh chị bỏ công sức, ví dụ như hoa hồng của mình là 30 triệu đi đúng không, thì thay vì bỏ công sức anh chị đi quảng cáo để marketing, thực sự là nó cũng rất là mất thời gian và rất là tốn kém, thì bây giờ họ giới thiệu khách hàng thì coi như cái phần đó mình làm marketing anh chị. À, thế đó mà chị giới thiệu cho em cái gọi là cái bạn chị để mua, thì em sẽ tặng chị một chỉ vàng, tặng bạn chị chỉ vàng để chơi lớn luôn, thì mình vẫn còn 20. Được không? Tùy nha, chỉ là gợi ý thôi, nhưng mà dạ, họ sẽ rất là nhiệt tình, đó là xây dựng cơ chế đó anh chị. À, xin lời giới thiệu à, trong bất động sản nha, còn đối với những sản phẩm thì đối với sản phẩm cũng vậy, bán được á cũng xin lời giới thiệu đêm gì, có một cái ở đây đó là gì à, chúng ta thích sống theo cộng đồng, chúng ta thích có người dùng giống mình, đối với những sản phẩm hay dùng nha, là mình thích là à, mình muốn là có người cũng đang dùng rồi đúng không, và có người dùng chung giống giống. Ừ, thì đó, thì đôi khi giới thiệu để dùng chung, à, dùng chung để sau này ai nói vui là gì, cần gì thì hỏi đúng không, ai mà nó có hay hay có đi đi sửa gì đó thì biết chỗ nào sửa sửa chung, cho đối với sản phẩm mà giới hạn quá thì cái chỗ sửa chữa cho nó cũng khó à, nên sản phẩm quốc dân nó thường có cái lợi đó gì ạ, nó sẽ gì đại chúng thì sẽ nhiều người dùng, và cái sửa chữa chẳng hạn thì nó cũng sẽ có nhiều điểm à, có cái bóng tối mà thôi, em không nói bóng tối. Rồi, cơ bản là vậy, xin lời giới thiệu lúc mà bán được đúng không, và nhờ dạ, em có một người chị bán bất động sản, chỉ cần dạ, chị xin lời giới thiệu thôi thì chị bán được 30% cái doanh thu, cái doanh thu của chị nha, là em có nói chuyện với chị là chị bán biệt thự bằng là triệu đô không anh chị, khoảng 20 tỷ không, thì em có hỏi là khách hàng của chị á nó đến từ nguồn nào nhiều, thì chị nói là khách hàng mới khoảng 30%, khách hàng cũ khoảng 30%, và những cái khách hàng giới thiệu khách hàng á là phần còn lại. Anh chị thấy khủng không? Vậy là à, vậy là cái khách hàng á, cái khách hàng đã mua của mình á, họ mang lại cái doanh thu cho mình là tới 70%. Thì họ giới thiệu khách hàng cũng là tính ví dụ là từ phát sinh từ họ, đúng không? Nên là khách hàng có thể mang tới khách hàng cho mình. Và đương nhiên vậy, hồi nãy là một cái gợi ý thôi. Và em có cái video em chia sẻ đó là 7 cái nguyên tắc xây dựng mối quan hệ, thì cái quà tặng chỉ là một cái trong những cái nguyên tắc lên chị, nó còn 6 nguyên tắc còn lại anh chị có thể xem đó, được chưa? Ừ, xem đi để biết là xây dựng mối quan hệ như thế nào à, để họ có thể giới thiệu khách hàng cho mình. Rồi cái này quan trọng lắm nha, anh chị chỉ cần nắm được cái bước này thôi, và anh chị làm triệt để là sắp tới thì à, anh chị có thể là ít doanh số lên rất là nhiều, thì nó ví dụ như là cái bước xây dựng danh sách khách hàng và xin lời giới thiệu thì sao, cả nhà mình có thể vô Facebook du kích của em, mọi người xem có phải em đang làm cái đó không à, đấy tôi sẽ tặng bạn một cái kho bài vô hạn, hơn 1.000 bài viết có tương tác cao, muốn nhận nó thì bạn hãy comment tôi cộng thêm tag thêm 3 người bạn quan tâm xây dựng Facebook chuẩn đẹp, thấy cái đó mà em đang xây dựng danh sách khách hàng không đúng không, để họ quan tâm về Facebook và chương trình Facebook, thì họ nhận xong họ tag thêm 3 người bạn vào, thì cái lúc này nè thì họ đang giới thiệu khách hàng cho em không? Đó à, tương tác tiếp nha, bật mic cũng được, ngồi nói chuyện mình không biết là nghe có hiểu không? Cả nhà nắm được, em vẫn đang làm bước 1 là xây dựng các khách hàng đó, em tặng quà kèm thêm và muốn nhận quà thì comment tôi và tag thêm 3 người bạn có không ạ? À? Rồi có chị nào làm chưa, chị Hoa làm chưa, chị Minh Thành làm chưa, nếu chị biết xây dựng Facebook thì vô đó nha. Thì có em làm bước 1 không, em xây dựng cho khách hàng và em dùng thêm cái xin lời giới thiệu không, đơn giản là như thế mọi người nắm được không?
đơn giản thôi. Muốn nhận món quà này thì bạn tác hai người bạn vào, ba người bạn vào, chia sẻ cho hai người bạn, ba người bạn, hay là live stream, người ta live stream đấy, bạn muốn nhận được quà đấy, bạn comment cái câu trả lời của bạn, cộng thêm chia sẻ cho hai ba người, hay chia sẻ lên tường, có không, là xin lời giới thiệu đây, nắm được không? Rồi hẹn gặp cũng xin lời giới thiệu luôn đấy. Ví dụ như em hẹn một cuộc hẹn với ai đó chẳng hạn thì mình nói luôn, thì thay vì ví dụ như mình tư vấn cho họ một cái buổi tư vấn, em nói ví dụ một cái buổi tư vấn đó ha, họ trả cho mình ví dụ như là 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu giống vậy. Thì anh có khách, anh có bạn cũng có quan tâm về cái nhu cầu này không, thì có thể bạn đi cùng luôn, em chỉ tính một phần thôi. Thì cái lúc này có phải họ cũng dễ giới thiệu hơn không, hay là đi học nè đấy, anh chị có thể mời thêm một bạn đi học, nếu anh chị mua những cái vé đấy thì có, anh chị có thể tặng cho một người bạn để đi học, thì có phải là họ cũng xin lời giới thiệu của anh chị không, bật mic lên tương tác cái coi, họ comment cái coi, ngồi không biết là để biết anh chị hiểu không, em lại đi nhanh quá, thấy không ạ? Quan trọng là anh chị có thấy cái điều đó không đã, để anh chị thấy đang hiện diện trong trong cuộc sống không, mà khi anh chị không để ý không. Có Đây. đội trưởng Tuân ạ. Thì bây giờ là chỉ là công thức là gì ạ? Mình thấy thì nó là phi vật chất đúng không? Mình chưa có biết là làm sao hết. Thì bây giờ cái công thức này nó là vật chất. Mình nắm, mình hiểu quy trình là, thì nên là em nói anh chị này, anh chị vẽ ra, anh chị dán lên trên tường á. Dán lên tường nhà mình á. Và cái nơi mà anh chị hay thấy được nhất để anh chị thuộc nó và làm nó. Và đây không chỉ là dành cho bán hàng cá nhân mà dành cho bán hàng doanh nghiệp luôn. Cái này lớn ra, chia từng bộ phận, mỗi bộ phận làm một bước. Đó, bây giờ nhỏ thì có thể chúng ta làm hết, mà sau này anh chị có thể ứng dụng cái này cho gì ạ? Cho đội nhóm, cho doanh nghiệp luôn. Nắm được không? Để làm đó. Rồi bước nào có thể xin lời giới thiệu được. Tới từ chối cũng xin lời giới thiệu mà. Ừ? Nếu em nói nè. Em nói nè. Nếu anh như anh chị đi các bước tốt nha, anh chị nè, anh chị hẹn gặp họ, anh chị xây dựng mối quan hệ với họ rồi, anh chị xác định biết nhu cầu của họ, chuyển tính năng thành lợi ích. Nhưng mà gì ạ? Đôi khi tới đây này, ví dụ tới chốt đơn nha, họ có ví dụ như là họ bị lấn cấn về tài chính nha, đúng không, nhu cầu thì có đó, họ bị lấn cấn về tài chính, em ví dụ đơn cử là bảo hiểm, đơn cử là bảo hiểm thì sao, thì ví dụ em mua bảo hiểm thì em sẽ mua cái gói là gì ạ? Một năm thanh toán 2 lần, thì em phải tính à bây giờ nếu mà vậy thì thường cuối năm mình có tiền, là một cái thời điểm ví dụ như là tháng 1 đúng không, thì 6 tháng sau là tháng mấy, là tháng 7, thì em phải đợi đúng cái tháng 7 hoặc tháng 1 em mới mua, bởi vì bây giờ mình cũng có nhu cầu rồi nhưng mình mua vô cái nó bị trượt để sau này cái khoản kia nó trả tiền không đúng anh chị. Thì đôi khi mình lại không có tiền để mình xoay, ví dụ vậy là em vẫn chưa mua liền đâu đúng không, em vẫn chưa mua liền nhưng mà tới thời điểm đó em mới mua, ví dụ vậy thì có phải là cái lúc đó em từ chối không, em chưa mua trong hiện tại nhưng mà tương lai em sẽ mua, thì cái người bán hàng bảo hiểm lúc này nếu như họ là cái người nhanh nhạy, họ sẽ nói à thì anh biết ai có nhu cầu bảo hiểm lúc anh không, giới thiệu cho em, hiểu không, từ chối cũng xin lời giới thiệu luôn, họ từ chối xong bởi vì cái lúc này xây dựng mối quan hệ tốt rồi thì sao, xây dựng mối quan hệ tốt với họ rồi thì mình giống như họ, mình với họ có phải là một người bạn không, mình với họ là một người bạn thì mình từ chối giống như đây giờ mà chị Thành từ chối em á, nói chứ trong lòng chị Thành cũng đôi khi cũng hơi hơi có một cái gì đó đúng không, thì bây giờ em đề xuất cái chị Thành ơi, hay chị có biết ai có nhu cầu nào không thì giới thiệu cho em, lúc này chị đẩy cái cục đó cho người khác, lúc này chị nhẹ không thì chị vẫn thấy là chị giúp được em, giúp đỡ được em đúng không, thì lúc này có phải là chị sẵn sàng giới thiệu một cái mối quan hệ mà chị biết cái người kia có nhu cầu nha, đó là cái người kia họ cũng giống giống chị có nhu cầu đó đấy, thì có phải là gì ạ? Xử lý từ chối, họ từ chối cũng xin lời giới thiệu, nên đừng có nghĩ là họ từ chối là từ chối luôn, nhưng mà gì ạ? Anh chị phải xây dựng được các cái bước trên, xây dựng được mối quan hệ để gì ạ? Từ quý mến họ, quý mến mình rồi thì cái kiểu gì họ cũng sẽ giúp mình, họ không giúp được mình á họ cũng giới thiệu cho mình, đơn cử nữa giống như là câu chuyện về mình vay tiền để kinh doanh đúng không, ví dụ đợt này có ví dụ như 10 triệu không, có gì hỗ trợ là với thằng kinh doanh như thế này, thì đôi khi họ cũng muốn giúp đấy nhưng mà họ không có tiền, bởi vì sao, họ cũng cần, họ cũng đang gì ạ? Họ cũng đang cần để làm cái khoản khác chẳng hạn, thì họ biết mình
như thế, và họ vậy, mối quan hệ mình với họ là quý mới nó lên thì họ vậy, và đợt này thì tao không có để giúp nhưng mà tao biết cái người này có này, để tao giới thiệu cho, có không? Đúng mà, thì Có. là mình dám mở lời để mình xin xin lời giới thiệu từ họ, hoặc là đôi khi chính họ 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 cũng đề xuất, nhưng mà nhớ mình phải mở lời ra thì họ mới giới thiệu. Anh chị chỉ nhớ này, mình đề nghị với họ à, thì họ mới làm. Đôi khi mình không nói thì sao họ biết, nên là nhớ nha, xin lời giới thiệu là bước cực kỳ quan trọng đó. Chỉ cần nắm được hai bước này, bổ sung vào cái công thức 8 bước thôi là anh chị sẽ tăng doanh số. Thì có phải là ít 1.000 khách hàng trong 60 ngày là gì ạ? À? Từ một khách hàng họ có thể giới thiệu thêm cho mình một khách hàng, thì có hai khách hàng, nó cứ giới thiệu thêm khách hàng là ít thêm khách hàng, nên là gì ạ? À? Anh chị chỉ cần có một khách hàng đầu tiên thôi thì đó là lợi thế. Anh chị phải nhớ cái điều này, anh chị bán bất kỳ sản phẩm nào mới anh chị hãy như vậy, ban đầu anh chị hãy làm sao để mình có khách hàng đầu tiên, và dễ nhất đối với những sản phẩm tiêu dùng này thì hay là nhu yếu phẩm hay là thực phẩm, lập cái danh sách khách hàng, những mối quan hệ à, mà thân cận nhất với mình, đúng không? Và gì ạ? Mời họ, em nói luôn nó gì ạ? Mời họ đặt hàng, thì thay vì khai trương tặng hoa thì bây giờ có thể mua cái sản phẩm để ủng hộ các anh chị, đúng không? Và gì ạ? Hoa thì nó cũng héo thôi, nhưng mà gì ạ? Mua sản phẩm dùng thì họ tốt, họ khỏe đó thì càng ngon, giống vậy. Và chỉ cần họ dùng mà họ có một cái trải nghiệm tốt, họ ok, thì cái lúc này họ gì ạ? Mình xin lời giới thiệu nè, hoặc là họ có thể là tái dùng, nhà mình nắm được không? Rồi, chị Hoa hỏi tí đơn giản hơn chưa? Chị Hoa, chị Anh Thơ thấy đơn giản hơn chưa? Bán hàng đơn giản hơn chưa? Thế là đơn giản hơn chưa? Còn làm thì đương nhiên vào tiếng hai tiếng tiếp. Đơn giản hóa bán hàng chưa? Chị Minh Thành thấy đơn giản hóa bán hàng chưa? Bất cứ tình huống nào thì mình cũng tự giới thiệu. Trước đôi khi cứ nghĩ là cầm cái sản phẩm xong vô bán đúng không? Không có công thức. Bây giờ thì à? Có công thức rồi, làm đúng công thức thôi à, có công thức đúng thì làm đúng công thức thôi à, lập hồ sơ khách hàng rồi, bây giờ sẽ tới bước lập hồ sơ khách hàng ha. Trước khi đến với bước lập hồ sơ khách hàng thì có anh chị nào có câu hỏi gì không à, qua phần hồi nãy, qua phần em chia sẻ có câu hỏi gì không? Này cái chỗ mà mình lập lập cái chỗ vừa nãy thì mỗi một giai đoạn ấy mình cần phải có kịch bản hay là quy trình cụ thể cho từng giai đoạn chứ nhỉ? Đúng không? Có, nếu chị muốn chi tiết thì có. Tại Nào, vì chị những người muốn. mới mà nhiều khi mình những người nào mà có thể là có kinh nghiệm rồi thì nó sẽ dễ, còn những cái người mới bước vào thì họ phải Ừ. có cái quy trình Đúng rồi. chi tiết cụ thể cho từng từng cái mức độ một. Xong thì họ làm theo như kiểu họ họ sao chép theo cái cách của mình. Ừ, rồi 8,6 triệu nha. 8,6 triệu. À, 8 triệu 6 mới được học cái đấy á. Để, à, đúng rồi, để đi chi tiết nha, 8,6 triệu để đi chi tiết đúng À không? ừ, thế chị phải phải Chị hỏi thì mới biết được. nói thực ra là nếu kinh doanh thì anh chị thôi, thực ra em cũng có chia sẻ thì anh chị có thể tham gia vào truyền cảm hứng. Ơi anh chị có quan tâm, chỉ cần một người quan tâm thôi thì em vẫn có thể chia sẻ cho anh chị bóc tách các bước. Rồi anh chị nào quan tâm muốn bóc tách các bước, ở bước 1 làm sao, bước 2 ví dụ làm sao đơn giản nha, theo một cái công thức đơn giản để anh chị là người mới thì dễ làm. Đi cái này nó dành cho doanh nghiệp luôn anh chị, hay là người mới cũng có thể làm, thì đơn giản có thể làm thế nào và sản phẩm cụ thể à, nếu như chúng ta giống nhân phẩm nhau thì nó dễ đúng không? Tại em nếu như đội nhóm của em thì cái này em cũng chia sẻ mà, quan trọng mọi người hỏi đấy. Chị Thành cảm ơn câu hỏi chị Thành, bóc tách ra. Và một cái để cả nhà dễ làm này, một số anh chị có nói khách hàng từ chối đúng không, thì đầu tiên nhất là anh chị xây dựng hồ sơ khách hàng là cái thứ nhất là phải làm được. Cái nữa em gợi ý anh chị này, khách hàng từ chối không, em hỏi thiệt anh chị nha, anh chị có sưu tầm lời từ chối không, anh chị có ghi lại cái lời từ chối của khách hàng không? Đôi khi có phải họ từ chối, gặp người này cũng từ chối câu đó, gặp người kia cũng từ chối câu đó, gặp người kia từ chối câu đó, nó cứ lặp lại à, mà anh chị cứ phải đi trả lời những cái câu hỏi từ chối hoài vậy đúng không? Thì lúc này anh chị có sưu tầm không, có gì ghi lại lời từ chối, họ từ chối hàng thì chúng ta sẽ xử lý cái từ chối như thế nào, anh chị nắm được không? Lập một cái danh sách để dễ làm nha, lập một cái danh sách lời từ chối khách hàng đối với sản phẩm mình đang làm, họ hay từ chối gì, và cái này á thì mình sẽ gì ạ, mình sẽ xử lý như thế nào, hay mình đưa ra một cái gì ạ, đôi khi họ chưa hiểu đâu, họ chưa hiểu hết thì mình sẽ nói như thế nào để họ hiểu.
nắm được không cả nhà? Bởi Có. vì đôi khi cứ lặp lại à, thì sau đó vậy đóng gói luôn, đóng gói luôn đi đúng không, đóng gói luôn cái lời từ chối đó và chỉ giao sau này, ví dụ như đội nhóm đi họ bắt đầu làm thì đó đó, học qua một số lời từ chối khách hàng sẽ hay gặp đối với sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi sau đó chỉ cần gì ạ, biết rồi vô khách hàng từ chối đó, cảm ơn anh chị à, giá cao là anh chị so với sản phẩm nào đúng không, khách hàng thì sản phẩm giá cao ABC các kiểu, cái tự nhiên nghe từ chối cái bắt đầu thôi thấy khách hàng kia chắc không mua đâu, nhưng mà gì ạ? Phải hỏi là hỏi làm rõ cái gì à, cảm ơn anh chị đúng không, không biết cao là anh chị hay so với sản phẩm nào, hay cao là như thế nào đúng không lọc ra rồi. Chị Anh Thơ với chị Hoa nắm được chưa, lời từ chối để ý nha thì nó sẽ lặp lại, thì thay vì đi xử lý lý từng lời từ chối riêng đó, thì bây giờ làm một cái gì ạ, một một cái danh sách à, những lời từ chối phổ biến và những cái câu gì ạ, làm rõ cái lời từ chối đó bằng cách là đặt câu hỏi, ok nhất em thấy là đặt câu hỏi đó, để làm rõ, để rõ thêm được không, đó là một cái gợi ý nha, còn chi tiết thì hẹn hôm sau rồi, có câu hỏi nào nữa không ạ? Vì có câu hỏi nào nữa không? Chỉ là lập hồ sơ khách hàng ha. Thế thế Tân ơi, à nhưng mà thôi thôi thôi, em làm cái kiểu của em thì chị không hỏi đâu, mất thời gian. Thì hỏi câu này đi, coi phù hợp không thì em chia sẻ. Thì hỏi gì? Đang nói rằng là có những cái gói, ví dụ như là vào cái gói 3 triệu thì học những cái gì, và vào gói 8 triệu 8 thì học cái gì, và những gói trên kia thì học những cái gì? Học cái gì? Có nghĩa À, là không, học cái gì đâu, em nói là cái khóa học bán hàng đó nó trị giá 8 triệu 6, nó chị muốn mua xe chi tiết, nó trị giá à cái thế khóa gì đó là chị, cái khóa xây dựng hệ thống bán hàng, nhưng em đâu nói sản phẩm đâu mẹ hiểu không, chị lại tưởng khóa SSS nó 8 triệu là 6 mua mua gói sản phẩm mới được học những cái đấy, tưởng cái gì. không, em thì em chia sẻ cho mọi người mà, quan trọng mọi người học và áp dụng thôi chứ không, anh chị làm ngành nghề nào cũng nó cũng xài công thức à, nó giống công thức nhau hết à, anh chị linh hoạt với cái sản phẩm mình đang làm thôi. À, hôm nay thì em sẽ hỗ trợ về lập hồ sơ khách hàng ha. Thì đầu tiên anh chị phải nắm có thêm một số anh chị mới ha, thì hôm nay anh chị nắm lại cái hiện thực hóa bán hàng này, anh chị muốn bán được hàng phải không, thì em gợi ý anh chị phải nắm được cái tam giác hiện thực. Tam giác hiện thực là gì, đó là có ba cái gốc, đó là gốc thông tin, gốc năng lượng và gốc vật chất đúng không, vật chất là giống như chúng ta bán được hàng, là em nói vậy là vật chất đúng không, gốc thông tin thì em vừa mới đi gì với các anh chị ạ, em đi về cái công thức bán hàng 8 cộng 2 thì nó có phải gốc thông tin không anh chị? Đúng không? Thông tin anh chị đã nắm được chưa? Và nếu như anh chị biết được công thức gì đó thì lúc này nè, anh chị có thông tin, anh chị có tự tin hơn chưa? Tự tin hơn chưa? Và đương nhiên cái năng lượng này đó chị, nó là tần số rung động năng lượng. Nhưng mà em nói dễ hiểu hơn đó thì anh chị phải biết quản trị cái năng lượng của mình. Và thường nha, có vật chất thì nó cũng sẽ kích được năng lượng, giống như vậy nè, nhận được tiền có vui không, có năng lượng không à, có tiền tinh tinh tự nhiên năng lượng thấy nó cao không à, có thông tin cũng có thể tạo được năng lượng, mà có vật chất cũng tạo được năng lượng, nên là gì ạ, có thể tạo ra cho mình cái niềm vui bán hàng mỗi ngày bằng cách duy trì cái tần số rung động năng lượng từ cân bằng tới hướng dương, mà dễ nhất là hãy quản trị năng lượng của mình, và dễ nhất nữa đó là gì ạ, dễ nhất nữa đó là hãy quản trị cái cơ thể của mình, được không, quản trị cơ thể của mình, làm chủ cơ thể của mình, và có thể là những cái điểm neo ví dụ vậy, để mình làm tự tin, và cái này có phải là cái menu 50 cách tạo năng lượng, 100 cách tạo năng lượng, anh chị nào làm bài tập này chưa đấy, khi nào mình cảm thấy mình hơi thiếu năng lượng thì mình làm cái đó, mình tạo năng lượng giống như vậy, mình giơ tay chữ V đấy, mình làm những cái mà gì ạ, giúp cho mình tự tin. Năng lượng này thì ra rất nhiều cái hay, nhưng mà có thông tin thì cũng sẽ giúp anh chị có năng lượng hơn, hay là có vật chất cũng giúp cho anh chị có năng lượng rồi. Và cái này nè, thường người mới bán hàng anh chị thường nó thiếu ba cái luôn, mới vô cái trời ơi giờ không biết bán sao, thì này thiếu thông tin, thiếu thông tin về sản phẩm, hay là thiếu về cái quy trình bán hàng đúng không, thì em chuyển giao rồi đó, thiếu năng lượng mới bán mà đúng vậy, rồi vì thiếu vật chất thì mới làm gì đã có vật chất, nhưng anh chị có thể bắt đầu từ cái gốc này. Gợi ý nha, một số anh chị nào mà anh chị có thể là đang đào tạo đội nhóm hệ thống á,
thì anh chị sẽ thấy là ta sẽ bắt đầu từ gốc này, đó là cái gốc vật chất. Vật chất là gì ạ? Nếu như giờ chưa có thì làm sao có vật chất đó gì ạ? Đó là mượn vật chất của người khác, mượn hiện thực của người khác, mượn những câu chuyện bán hàng của người khác, được không? Mượn vật chất là ở gần những cái người mà có cái hiện thực đó, ở gần những người có hiện thực đó. Nên bán hàng, nếu mà anh chị đang bán hàng tự do thì một số anh chị bán hàng tự do mà đặc biệt mới thì em khuyên đó là hãy ở gần đội nhóm của mình, online cũng được, offline cũng được. À, có là cứ vào tham gia cùng với nhau chia sẻ. Tự nhiên mình vô giống gì đi, tự nhiên mình tham gia vô một cái Zoom đó, cái lúc đó mình không bán được nhưng mà mình nghe cái có người chia sẻ, em đã bán được như vậy như vậy như vậy này, mình thấy họ vui, họ có vật chất đó, họ vui, họ rất là năng lượng, thì họ chia sẻ cái cách họ làm đó, thì cái lúc này anh chị nhận được vật chất không, nhận được hiện thực không, rồi họ cũng hỗ trợ thêm thông tin cho anh chị không, rồi có năng lượng không, thì cái lúc này anh chị sẽ rất là chuyển đổi. Và cái khả năng anh chị xong, anh chị có vẻ anh chị vừa nghe xong, ồ họ làm được, cái tự nhiên mình cũng tự tin là mình làm được, đúng không? Sức khỏe cũng vậy, nhận từ cái vật chất trước, đúng không? Ai đó chia sẻ, họ trước họ cũng bị bệnh, xong bây giờ họ tập cái này, họ làm cái này, họ ăn cái nào uống này, xong họ khỏe này, thì có nhận vật chất không? Thì tự nhiên ồ thấy họ làm được mà mình cũng làm được, đúng không? Nên nhớ một số anh chị mà đặc biệt anh chị mới bán hàng, anh chị hãy nhớ càng gần vậy, càng gần cái môi trường thì càng tốt, ở trong môi trường càng tốt để nhận được cái hiện thực về vật chất, nên có những cái hình mẫu cho mình, được chưa? Dạ, có thông tin đó, mỗi ngày dạ, mình nâng cấp bản thân lên, mình nắm về sản phẩm rồi, bây giờ mình học về bán hàng, đi bán hàng mà hỏi học về bán hàng không thì không học, mỗi ngày dành ra 30 phút, 60 phút học về bán hàng. Công thức hồi nãy chỉ là một phần nó bán hàng thôi anh chị, và sau đó bóc tách ra nữa thì gì ạ? Thấu hiểu gì ạ? Khách hàng, đúng không? Phải hiểu họ tính cách gì, đúng không? Ngoài nhu cầu thì phải hiểu họ có tính cách gì, họ có nhu cầu gì nữa đằng sau nữa, và cái đó là cái phần rất cần anh chị phải học, những cái cách thức bán hàng, đúng không? Những cách thức mà xây dựng mối quan hệ, có nhiều cái để học lắm anh chị ơi, nhưng mà không phải là nói đây anh chị thấy cảm thấy thiếu mà vậy. Hãy cập nhật thông tin mỗi ngày, hãy dành cho mình 30 phút để mình học bán hàng, mình luyện bán hàng đó, một đời năng lượng. Và nhớ này, tụ gì ạ? Tụ năng lượng thì tích vật chất, đó là hãy trong cái thời điểm hiện tại đừng phân tán nhiều nữa, hãy tụ năng lượng lại, tập trung vào cái việc nào mà anh chị thấy là với cái việc này nó sẽ giúp anh chị tạo ra gì ạ? Cái vật chất, tạo ra cái tiền, hãy tập trung vào nó, được không? Tập trung vào nó thì anh chị sẽ ra cái vật chất đó. Rồi, chị sẽ ngắn ha, về cái hiện thực, tam giác hiện thực đang bán hàng, để các anh chị nhớ là nếu như mình thiếu thì mình xem mình đang thiếu ở góc nào, mình thiếu ở góc thông tin, mình thiếu ở góc năng lượng, hay mình thiếu ở góc vật chất. Ok, nếu chỉ có vật chất thì mượn vật chất của người khác, mượn hiện thực của người khác, được được nha anh chị, được mượn nha anh chị, có thể chia sẻ những câu chuyện về những người kinh doanh cùng với cái sản phẩm của mình, họ đang làm tốt, chia sẻ về những câu chuyện về leader, đúng không? Đúng không? Nên là có rất là nhiều cái đem chị làm rồi, trò chơi bán hàng thì cái này anh chị có thể coi lại những video trước. Hôm nay em sẽ nói về cái phần lập hồ sơ khách hàng, đúng không? Anh chị có thể mua cái cuốn này, đó là thiết kế giải pháp giá trị để mình đọc, để mình làm cuốn này. Và trong cuốn này nó có cái phần em nói, nhưng mà em nói hồi nãy đây đó là lập hồ sơ khách hàng, mình có hình này phù hợp đúng không, hình tròn hơi ấy, hình vuông ghép lại nhau phù hợp thì họ sẽ mua. Mình đi rồi khách hàng là hình tròn, nó sẽ nói là việc cần làm là gì, em có gửi hình cho cả nhà đúng không, thì cả nhà nhớ đọc là họ có gợi ý này, và bên này họ có gửi, họ cũng sẽ gợi ý một số cái câu đối với nỗi đau đi, họ sẽ có gợi ý một số câu này, anh chị có thể trả lời đến cái câu này để làm rõ thêm, được không? Rồi, cái sự sung sướng nó cũng vậy luôn, nó cũng có bên trái nó có gợi ý này, bên phải nó có này. Anh chị đôi khi trả lời chưa có trả lời những câu này thì nó chưa ra, anh có gửi hình đó thì anh chị có thể là xem lại cái hình ha, để làm tốt hơn cái bảng này rồi. Bây giờ hôm nay sẽ xin phép thì phạm một người đi, ví dụ như em lấy thấy chị Thơ cũng rất là nhiệt tình đấy, chị Thơ chị Thơ chuyển đổi cái công việc mình ha,
Thôi, ví dụ chị Thơ đi. Nhờ chị Phạm chị Thơ đi. Chị Thơ bật mic. Ví dụ như là nói về cái chị Thơ bật mic. Rồi. Bây giờ sẽ giúp chị Thơ lập cái hồ sơ khách hàng của chị Thơ ha. Thì lập hồ sơ khách hàng cần gì ạ? Vẽ, chúng ta ghi ra giấy nốt nha, chúng ta cây giấy nốt 3 màu, chúng ta vẽ một cái hình tròn dán lên tường. Và nhớ này, ghi vô giấy nốt nè, thì Liên làm bị sai cái này. Cái bản hồ sơ khách hàng á là sao ạ? Là chúng ta để đó và chúng ta sẽ dùng giấy nốt để gì, ví dụ như là gì ạ? Để lúc mà khách hàng có nhu cầu á, chúng ta dán vào đây, có nhu cầu thêm nữa là dán vào đây, và lúc gì ạ? Họ thay đổi nhu cầu, cái nhu cầu này nó không còn tồn tại nữa, bóc nó ra thay bằng nhu cầu mới được không, nên chúng ta dán giấy nốt để chúng ta thay ra vô, và cái bảng này có thể dùng dùng lại được, vẽ hình tròn thôi mà ghi giấy nốt chứ không phải là ghi lên trên này, được không? Chị Thơ làm, chị Liên làm lại cái bảng hồ sơ khách hàng. Chị Liên ơi, tập trung nha, nếu bà làm tập trung nha, bởi vì nếu như mọi người không hiện diện, không tập trung á, thì nó cũng không ra kết quả và mọi người không lập được hồ sơ khách hàng, để em nói bán hàng phải còn cực lắm. Rồi, bán hàng xong không lập được hồ sơ bán hàng sao rất là cực. Rồi đúng không, vẽ hình tròn nha, sau đó vẽ hình tròn to lắm, tôi vẽ hình tròn to đó đó, rồi xong mình ướm với nó là biết gì. Em vẽ là vẽ lên cái tờ giấy A1 anh chị, tờ giấy A1 và vẽ để ngang ra, vẽ hai hình, hình tròn và hình vuông, để em có gửi hình ha cho mọi người đó ha. Rồi sẽ ghi bằng giấy nốt nha, và mỗi cái giấy nốt đó thì nó sẽ tương ứng với một cái nỗi đau. Ví dụ bây giờ mình nói về nỗi đau trước ha, thì một giấy nốt nó sẽ tương ứng với một cái nỗi đau. Thêm ví dụ đi, đối với chị Thơ đi, xin phép mời chị Thơ đấy, chị Phạm ha. Thì đối với chị Thơ thì cái nhóm khách hàng của chị, thì đầu tiên chị xác định trước là cái nhóm khách hàng của chị này họ độ tuổi từ bao nhiêu tới bao nhiêu, Sao em? độ tuổi của nhóm khách hàng của chị á từ bao nhiêu tới bao nhiêu. À, độ tuổi thì khoảng từ 25 tới 40. Rồi ví dụ như là độ tuổi nha, làm tới 40, cái này đi nhân khẩu học nha anh chị. Rồi giới tính, nghĩa là có nam có nữ gì không, hay là nam nữ luôn. À, nam nữ gì cũng được em. Rồi nam nữ gì cũng được thì em khỏi ghi ha. Còn một số cái, dạ một số cái mà anh chị làm á, ví dụ anh chị tập trung vô là thời trang nữ, đúng không? Thì khách hàng đa phần là nữ, nhưng mà thực ra nam thì cũng có, nhưng mà ít, đấy là nam sẽ mua tặng anh chị. Thì mình chỉ lúc đó nhỏ thôi, mình đánh vô cái là mua tặng thôi, nhưng mà đa phần sẽ là nữ chẳng hạn. Rồi nhưng một số sản phẩm dành riêng đó, rồi độ tuổi, rồi ví dụ như là còn gì nữa chị, có thể làm online hết đúng không? Đúng rồi. Rồi online thì ok mới rộng ha, còn ví dụ như là sản phẩm mà chỉ làm ở khu vực đó, anh chị khu vực ra là ở khu vực nào, độ tuổi, rồi gia đình, rồi gia đình thì chắc có cũng được mà không cũng được đúng không? Đúng rồi. Vậy thì cũng cũng khách hàng cũng rộng đó nha. Thì còn cái nữa thì thu nhập anh chị phải, đôi khi anh chị cũng phải làm thêm này nha. Là thu nhập của cái nhóm khách hàng của mình á, thì mình sẽ họ tầm bao nhiêu thì họ sẽ phù hợp, thường là phù hợp với cái sản phẩm của mình đúng không? Ví dụ một số sản phẩm mà em nói là tầm 25 triệu đó lên 50 triệu, thì lúc này phải xác định thu nhập của họ phải nằm tầm tầm đó trở lên đúng không? Thì có thể gì ạ? Có thể là trả theo tiến độ nữa, nhưng mà tầm tầm đó trở lên họ sẽ giải quyết. Nếu một người mà thu nhập 10 triệu, à, ví dụ một cái sản phẩm là nói một cái khóa học đi là 25 đó, thì khả năng của họ họ sẽ thường là sẽ khó mua hơn. Vì cái khả năng chi trả của họ thì 10 triệu đó gì ạ? Họ phải chi trả về nhu về thiết yếu đúng không? Họ phải chi trả nhiều cái thì lúc dư đâu còn nhiêu đâu anh chị. Từ khi một số anh chị chơi khô máu, giống như hồi xưa là em học là em chơi khô máu anh chị, chơi khô máu là cái đó hiếm lắm đó, nên là phải xác định thu nhập, thì họ cái mức thu nhập
họ đang bao nhiêu, hay là họ sẽ gì ạ, họ có thể mong muốn từ bao nhiêu tới bao nhiêu? À, rồi cái này để chị xác định nha, rồi xác định ra một Rồi. số cái có thể là thêm là sở thích. Sở thích của cái nhóm khách hàng của mình, đôi khi họ thích cái gì, được không? Rồi, có thể liệt kê ra nha. Rồi hôm nay đi về sản phẩm của chị Thơ đi, thì ví dụ chị Thơ bây giờ từ đây tới Tết thì chị tính sẽ phải đánh giá nha, thì cái nào nó sẽ có thể mang về tiền cho chị. Bây giờ dù là một cái sản phẩm mới, một công việc mới, chị chỉ cần chị hướng trước thôi thì chị vẫn có thể lọc được hồ sơ khách hàng, chứ không phải là cần chị làm chị mới lọc được. Thì chị là làm Robby đúng không, nhưng mà chị đánh giá từ đây tới Tết thì cái khả năng Robby có thể mang về thu nhập cho chị ok không, thì chị có thể làm. Hoặc là một cái công việc nào đó, một cái sản phẩm nào đó mà từ đây tới Tết mình thấy nó có tiềm năng, mình có thể làm, thì bây giờ mình có thể lập hồ sơ khách hàng cho nó. Thì chị muốn lập hồ sơ khách hàng cho cái gì? Rồi gia dụng đi em. Đồ gia dụng hả? Là chị tập trung gì? Bây giờ chị bán sản phẩm đúng không, hay là chị bán cơ hội? À, chị muốn, chị cũng có bán cơ hội nữa, chị tuyển dụng luôn. Để Hôm tập trước á, trung, chị làm là chị làm cho cái tuyển dụng á. bây giờ tập trung cho tuyển dụng hay tập trung cho sản phẩm? Nó cũng khác nhau lắm mà nghe. Tập trung cho sản phẩm hay tập trung cho tuyển dụng? Giống em đi, em làm là có bán lẻ và bán sỉ phải không? Bán Em tập trung vô nè, chị nghe nè, giống em bán hàng. sản phẩm đó. Nhưng mà tùy người, họ tập trung vào sản phẩm thì họ lập hồ sơ cho khách hàng dùng sản phẩm, nhưng em tập trung vào gì ạ? Em tập trung vào đại lý, thằng người kinh doanh á. Nó khác nhau lắm á chị. Đôi khi chị không phân biệt được, là em hỏi thiệt nha. Có phải là trước giờ cái người mà kinh doanh cùng chị á nó ít, không chưa có đội nhóm ngon lành đúng không? Chưa có được nhiều. Bởi vì chị cứ nửa nạc nửa mỡ, 50-50 thì họ không biết là chị muốn cái gì. Thì chị cũng tính À, là phải bán hàng trước rồi mới tuyển dụng sau, chứ rồi không bây có giờ phải rồi là rồi bây giờ tập trung này, chọn bán hàng hay tập trung là chọn cơ hội, bán cơ hội cho chọn một cái. hàng. Rồi, bán hàng là sản phẩm là gì? Đồ gia dụng. Rồi, đồ gia dụng. Ví dụ luôn cái sản phẩm luôn mà chị tập trung là best seller luôn, thì chị tập trung vào những sản phẩm nào? Đừng có nói với em là có hàng nghìn sản phẩm nữa. Em nói rồi, đi vào bây giờ anh chị này, anh chị đi vào một cái quán ăn, nó có 30 món mà cái quán đó nó mới quá, thì anh hỏi anh chị kêu kiểu gì? Thì phải hình dung được như thế, khách hàng họ bước vô một cái gian hàng của mình trở nên nhiều sản phẩm quá, thằng nào cái thằng best seller bây giờ. Tần, chị Chị xin phép thoát ra trước nhé, chị đi đón dạ cún đi học cách. dạ ok chị, Đi nghe đón con. nắm nắm tới đây là ok không chị Ừ. Thanh? Ừ. Cảm ơn Rồi có em nhé, nhiều gì, kiến thức hay rồi quá. dạ có gì xem lại video nha. Ừ, R cảm ơn rồi Tân nhá. Cảm ơn dạ các chị rồi nhá. Em xin phép ra trước đi cảm đón ơn cún. chị. Anh Bye chị bye. Thơ phải xác định rõ trong giai đoạn này là coi như từ đây tới Tết là nó còn 60 ngày, là 2 tháng, thì chị tập trung vào một cái sản phẩm chủ lực. Phải tập trung, anh nói rồi, tích năng tụ năng lượng thì tích vật chất, còn nữa em mua cũng được, mà tới giờ em làm kinh doanh với chị cũng được, thì cho chính chị không rõ ràng thì họ cũng không rõ ràng thôi. Phải xác định best seller luôn, ba ví dụ nhiều quá, giờ ba cái sản phẩm mà mình sẽ bán Rồi, là gì, hoặc nồi, hoặc ở nồi đây chiên không dầu nồi chiên không với dầu, nồi cao tầng, nồi nồi áp cao suất tầng cao tầng. đúng không? Ví dụ mình xem thử là Tết nhu cầu gì nhiều, đúng không? Tết mình phải dự đoán được xuống thị trường chứ, Tết nhiều nhu cầu gì nhiều. À, rồi gì nữa, có thêm sản phẩm nào mà chị thấy là có thể bán ngon không Tết không? Chị thấy hai cái đó là dễ dễ bán nhất À, dễ bán nhất là bán được rồi, bán ngon dễ bán nhất là bán được rồi, gì á. nữa? Rồi coi như là sản phẩm là gia dụng là đồ bếp Đúng rồi. đúng không? Rồi bây giờ xác định
cái hồ sơ khách hàng, à cái nhóm khách hàng của chị. Bây giờ cái nhóm này này, cái nhóm này này, những cái này này, họ có nỗi đau gì? Tôi phải đúng rồi. Rồi, nỗi đau nha. Không có thời gian hả? Gì nữa? Thôi bây giờ em thấy nó hơi rộng đó. Em thấy nó hơi rộng đó. Bây giờ thời điểm này nó cũng cần cận rồi. Bây giờ lập hồ sơ khách hàng sẽ focus cho sản phẩm đi, là những cái khách hàng mà liên quan tới căn bếp thì chắc phụ nữ thôi, phụ nữ thôi. Nữ Thì lúc này xác định cũng lại là được. gì à, thì lúc đầu chị tính là có cái cờ kinh doanh thì nam nữ cũng được, nhưng mà sao bây giờ là Nữ sản thôi phẩm hả? thì lúc này là nữ thôi, giờ giới tính là nữ thôi, nữ Thế bếp thì đúng ở không, nam thì mua tặng quá nhưng mình ít, bây giờ nữ đi. mua tặng ít lắm. Rồi nữ đi, giờ nỗi đau là gì, à, không có thời gian à, rồi gì nữa thì Muốn chị thứ tức là muốn làm nhiều món mà không có làm được á, thì bây giờ xài cái này thì nó sẽ làm được. Tức là người ta cũng muốn phong phú, thức ăn phong phú nhưng mà người ta không có điều kiện. vậy thì nỗi đau là gì? Mua quá nhiều, mua nhiều dụng cụ nhà bếp để làm nhiều món ăn thì phải mua nhiều dụng cụ, thì có nỗi đau không? Đau ví. Rồi các chị bổ sung thêm cho bây giờ nè, dễ thôi, chị Liên nè, chị Hoa nè, chị Vân nè, các chị nội trợ nè, thường vô bếp các chị có nỗi đau gì? Đó là cái sự Em khó nội trợ khăn mà chị vô thì bếp chồng đó, không nó cái gian bếp nó gọn hơn, ít có cái nỗi đúng đau mà gọn không hơn cái gian, gì, cái nỗi đau như mà đúng không gian nhà bếp, ý tiết là kiệm gì, không gian đấy. cái nỗi đau là gì? Là cái không gian của nhà bếp nó có giới hạn, nhưng mà Nỗi đau gì? đang À, gọi tên là gì? mình đó thì mình muốn là tiết kiệm không gian nhưng mà mình không biết nói chữ nỗi đau là gì. Để không gian bếp bị giới hạn đi, vì cái sự sung sướng thì nó ngược lại, nó Đúng là gì rồi, ạ? Bây giờ dễ lắm, viết ra nỗi đau rồi cái sự sung sướng nó dễ lắm anh chị, làm ngược lại là nó ra ngược sung sướng. lại. Vâng, À, không gian bếp bị giới hạn. Rồi các chị nè, các chị có nỗi đau gì khi vào bếp không? Có nỗi ok, đau gì khi vô bếp không? Khó khăn gì khi vô bếp không? tôi cảm nhận điều đấy. Chị Vân nè, một số anh chị nè. Chi phí về về điện đâu Điện hay ga? Điện ga luôn hay tài sao? điện thay ga, tiết kiệm chi phí đau mình là phải tốn nhiên liệu, thì muốn có ra tốn. Rồi tốn nhiên liệu đi. Nhiên liệu. Tốn điện. Đúng không? Thì nỗi đau thì ví dụ như có sản phẩm mà nó tiết kiệm điện thì là sự sung sướng. Đúng rồi. Gì nữa không? Với lại là ví dụ như mình xài bình thường á là mình phải có xài nhiều dầu mỡ,
Cho nên là mình xài cái nồi này á, thì nó sẽ tiết kiệm, không có tốn nhiều dầu mỡ thì tốt cho sức khỏe. Đang nói nỗi đau là gì? Ảnh hưởng về sức khỏe, tức là ăn nhiều dầu mỡ quá thì ảnh hưởng về sức khỏe. Ăn nhiều dầu mỡ. Chế biến Rồi, sang chế biến nhiều dầu mỡ đó. có nồi chiên của chị À, em sẽ đọc qua cái này để các chị có thêm nha, đôi khi gửi không đọc. Đọc qua này. Rồi. Đọc qua được thêm có thêm gì không nha. Rồi. Đau đớn của khách hàng là những đau đớn mô tả bất kỳ thứ gì khiến khách hàng khó chịu trước, trong và sau khi cố gắng thực hiện một việc cần làm. Việc cần làm ở đây là nấu ăn đúng không? Hoặc thứ gì đó ngăn cản họ hoàn thành việc cần làm đó. Đau đớn cũng mô tả các rủi ro, hệ quả xấu tiềm ẩn liên quan đến một việc cần làm được thực hiện qua loa hoặc không được thực hiện. Hãy nhận diện ba loại đau đớn và mức độ nghiêm trọng trong mắt khách hàng. Thứ nhất là các kết quả vấn đề và đặc tính không mong muốn. Những đau đớn chức năng, ví dụ một giải pháp không đúng, không hiệu quả, không có hiệu ứng hay có hiệu ứng phụ tiêu cực. À, đau đớn xã hội là gì? Làm điều này khiến tôi trông xấu xí. Đau đớn cảm xúc, tôi cảm thấy xấu hổ mỗi khi làm điều này. Đau đớn liên đới, tôi cảm thấy khó chịu khi phải đi đến cái cửa hàng vì việc này. Đau đớn cũng có thể liên quan đến những đặc tính mà khách hàng không thích. Nè, liên quan tới những đặc tính khách hàng không thích, ví dụ chạy bộ ở phòng tập thể dục rất chán hay thiết kế này không đẹp. Nãy giờ nói tính đau đớn về về đau đớn chức năng nhiều, quên đau đớn xã hội này, đau đớn cảm xúc này, đau đớn liên đới này, đúng không? Rồi rào cản, thứ hai là rào cản, có những thứ ngăn cản không cho khách hàng làm những việc cần làm hoặc làm chậm quá trình. Ví dụ tôi không có đủ thời gian để làm việc này một cách đúng đắn hay tôi không có đủ tiền mua bất kỳ giải pháp nhiệm vụ nào. Rủi ro là các kết quả tiềm năng không mong muốn, là thứ có thể không đúng như mong đợi và mang lại những hệ quả tiêu cực. Ví dụ tôi có thể mất uy tín khi sử dụng loại giải pháp này hay một lỗ hổng an ninh sẽ trở thành thảm họa cho chúng ta. À. Rồi đây, mẹo cụ thể hóa đau đớn. Để khác biệt hóa một cách rõ ràng những việc cần làm, đau đớn và lợi ích, hãy mô tả chúng càng cụ thể càng tốt. Ví dụ, khi khách hàng nói xếp hàng chờ thật phí thời gian, hãy hỏi chính xác bao nhiêu phút người đó sẽ cảm thấy phí thời gian. Bằng cách này bạn sẽ có thể ghi chú lại phí nhiều hơn ít phút để xếp hàng chờ. Khi hiểu chính xác các khách hàng đo lường mức độ đau đớn, bạn có thể thiết kế các viên thuốc giảm đau trong giải pháp của mình. Danh sách dưới đây những câu hỏi gợi ý giúp bạn suy nghĩ về những đau đớn tiềm ẩn. Đau đớn tiềm ẩn nha. Bây giờ, khách hàng định nghĩa thế nào là quá tốn kém, mất nhiều thời gian, tốn quá nhiều tiền hay cần quá nhiều nỗ lực? Điều gì khiến khách hàng cảm thấy tồi tệ, những bực bội khó chịu hay những thứ khiến họ đau đầu là gì? Các giải pháp giá trị không đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng ra sao? Chúng thiếu những tính năng nào? Liệu tồn tại những vấn đề về hiệu suất hay có sự cố không? Đâu là những khó khăn và thử thách chính mà khách hàng hay gặp phải? Đó. Có thể đọc thêm, em có gửi cái hình ra ngoài người. Nó còn đau đớn cảm xúc, đau đớn xã hội, đau đớn liên đới. Cái này tính năng cũng nhiều anh. Đấy. Đau đớn cảm xúc, ví dụ như là tối ngày cứ kiểu như là cứ loay hoay với cái chuyện nấu ăn đó. Thì không có thời gian chăm sóc, không có thời gian để nấu ăn này, không có thời gian chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình, đó. Hay là nỗi đau đi, là đôi khi nó chứ em biết mà, đôi khi nó chứ nghĩ món nay ăn gì cũng mệt, nấu nay nấu kiểu gì cũng mệt, cái này chắc ảnh hưởng nhiều này, cái đau đớn không có thời gian này nhiều, nỗi đau vậy. À,
đau đớn nhiều lắm. Gọi là gì, gọi tên là gì, gọi tên là nó đúng là suy nghĩ là lên menu đúng không, có không, nó cũng mệt chứ, Có. mỗi ngày mỗi tuần như vậy à, gọi là nỗi đau là gì ta, người ta Đấy, món ăn là hả? thực đơn. Tìm kiếm thực đơn, tìm kiếm thức ăn. À, bánh đâu? Tìm kiếm thực Lựa đơn chọn cũng được. thực đơn. À, tìm kiếm thực đơn đi. Còn gì nữa không? Nỗi đau nó mà liệt kê được càng nhiều á, thì càng tốt. Này nó là ví dụ như là mình phải tự tay làm, còn một cái bị đơn giản thì mình có thể giúp dẫn con cái làm. Nỗi đau thì đó là cũng Đây chuyển giao công nghệ. nói như là thời gian, là anh thấy là cái này này, vậy là cái này là cái nỗi đau mà anh thấy lớn nhất luôn, trong thời gian Vâng, chuẩn bị cái món rồi thời gian nấu là lớn nhất. ăn, thời gian là cái lớn nhất. Thì nếu như vậy thì đánh vô cái này mà có một cái sản phẩm nào đó nó giúp tiết kiệm thời gian thì đó là một cái sự sung sướng và đơn giản hơn để mọi người làm, đúng không? À, không biết nấu thì vẫn nấu được à, nỗi Đúng đau rồi, à, vậy thôi, không biết nấu ăn. không Ủa, biết nấu ăn. cái nỗi đau này cũng lớn lắm nè, đúng không? Không biết nấu ăn thì bây giờ làm sao ạ? À, ví dụ như là mua sản phẩm này thì cứ tặng kèm một cái menu gợi ý các món có thể nấu với cái nồi này, đúng không? Tặng luôn menu đó, để chỉ cần gì à? Đôi khi là bỏ vào thôi là ra món, là ví dụ vậy. Không biết ăn gì nữa không? Mình thấy nỗi đau gì không? Các chị ấy, liên hệ các chị ấy. Chị Vân ơi, có nỗi đau gì không? Chị Vân ơi, có nỗi đau gì vô bếp không? Đúng, vô bếp có gì mà nó khó khăn không? có Mà cần giải đấy quyết ạ. không? Hay là chị có nhu cầu gì trong căn bếp không? Căn bếp thì bạn đang nói thì nói về cái nồi chiên này. Thế mà không biết, để mình cũng mua cái nồi chiên, mình cũng có nồi chiên mới mua xong, bởi vì mình thích là nó giảm cái thời Làm mua chưa? mua rồi, Vẫn chưa mua, mới mua có người không có người, xong. ổn ghê. Thấy không, Mốt ai ai biểu khách không, ai biểu không không xác định nhu cầu hàng thôi rồi. thì Thì có gặp. ai có nhu cầu giới thiệu gì tên nha. À, Ô, nhưng mà có thì biết bây giờ hôm nay biết gì thơ nhu cầu rồi chị giới thiệu vậy cho. Nỗi đau của mình đó là không có thời gian này. chị, Đúng không có thời gian làm, thấy vậy là cái này là lớn nhất luôn ấy, đúng không? Cái gian, này là cái nỗi đau lớn nhất luôn này. giới thiệu Vâng. chị cho nha chị. Đấy, công nhận là nếu mà mình không lập danh sách khách hàng, không tìm hiểu nhu cầu thì đúng là tự dưng mất khách hàng đấy. Mà quan trọng nè, hỏi nè, là kết nối nhau chưa, kết nối nhau qua Facebook chưa, hay là kết nối nhau qua kênh nào chưa, đó là cái chị, ví dụ như Chưa. là chị Vân sẽ hay xuất hiện ở kênh nào, thì gì giống như vậy nè, chị Thơ có xuất hiện ở cái kênh đó không, có tương tác không, để biết không, đúng không? Nên là Chưa gì có à, tương tác. khách hàng ở đâu thì mình phải xuất hiện ở đó. Ví dụ như chị, tại chị Vân ít xài Facebook, đăng Facebook chị Vân không đọc đâu, nhưng mà gì à, nhưng mà trong chị Vân có đi học thì xuất hiện trong lớp học, đúng không? Xuất hiện làm sao để chị Vân biết, giới thiệu xin chào các anh chị, mình là Thơ, mình đang về phân phối phân gì, mình đang giúp các gia đình làm đẹp căn bếp, là có sản phẩm để tiết kiệm thời gian nấu nướng giống vậy. Đúng là Đó, có thể chị không cần phải nói là nội em chị Vân cho giàu. có rất nhiều nhiều chuẩn bị. À, Em học đúng là em thơ cũng có với rất là lại vậy nhiều nè, chuẩn đừng có bị. nói lúc mà nói gì thì có thể là gì à? Có thể là nói cái mà mình giúp họ à, tôi là giống như vậy này à, ví dụ như có một cái tiệm bán cà phê thì họ có nói ở đây bán cà phê, mà ở đây gì, ở đây
bán bán cái khởi đầu ngày mới tuyệt vời, đúng không? Ở đây bán khởi đầu ngày mới tuyệt vời, đi họ uống cà phê anh chị, Đây họ rồi. thực ra là họ thích cái cảm giác mà cà phê mang lại đó. Dạ, đó là cái giống như cảm giác mà nó thăng hoa, nó lưng lưng gì đó, hay là một cái view, đúng không? Chứ thực ra là đôi khi em tới cái quán đó anh chị, đâu phải em uống cà phê, đôi khi em phải uống, uống chai nước đó, mà em thích cái không gian cái này đấy. Nên là nhớ mình nói một cái là gì đó, đó là tôi làm đẹp căn bếp hay sao đó. Tự nhiên họ nhớ chỉ dùng cái phi, chỉ dùng cái ngôn từ đó, nó là phi vật chất đó. Ồ, làm đẹp căn bếp, tự nhiên nói bếp cái nhớ, bây giờ nói nồi chiên cũng được, nhưng mà bây giờ họ chưa có cái nhu cầu về nồi chiên, bởi vì họ đâu có biết nồi chiên là gì, họ cần cái chảo, họ cần cái khác hay sao, nhưng mà chỉ nói căn bếp giống vậy à, thì tự nhiên họ có từ bếp thôi là họ sẽ nhớ tới chị hơn. Ừ. Bếp ngon, ví dụ hay là đặt này hôm nay tặng luôn chị thơ đi, cái gì như là thơ bếp ngon, ngon đó, thơ bếp ngon thì nghe là thấy là nghe món ngon rồi đó, ví dụ đặc biệt danh vậy luôn, mình ra giới thiệu chào cả nhà mình là thơ bếp ngon đó, ra giới thiệu 15 giây á, tự nhiên nghe thường nói vậy là thấy đủ bà đi xuống được rồi á. Trong thời gian qua thơ đã giúp rất là nhiều gia đình làm đẹp căn bếp, mà tiết kiệm thời gian nó ăn ABC. Anh chị nào có biết bạn bè có nhu cầu về bếp, về nếu mà về nấu ăn tiện lợi như thế thơ à, mình là thơ bếp ngon rồi, bà đi xuống được rồi đó. Bán hàng xong rồi đó, đi xuống được rồi đó, Gì chú chị ơi. đặt luôn đi, đặt luôn cái ở trong Facebook á chị, nó có một cái điểm danh á, chị mở ngoặc ra ghi là bếp ngon, tại vì đúng là em sẽ hôm nay em sẽ nói về cái hồ sơ khách hàng nó to tí, nhưng mà thôi thời điểm này là thời điểm cận Tết và nó focus được một cái khách thị trường ngách, một cái nhóm khách hàng ngách đều anh chị, giống như cả chị Vân đi, chị Vân muốn hỏi em thì bây giờ chị Vân xem thử là từ đây tới Tết thì cái nhu cầu nào nhiều, đó là làm trắng răng, làm đẹp răng, đúng không? Niên niên thì đương nhiên cũng có, nhưng mình tập trung vào họ muốn ra cái kết quả ngay thì mình tặng cái cạo vôi răng để có thể bán cái gói làm trắng răng được không, tập trung vô một cái thị trường ngách luôn. Thôi thì bây giờ nói hồ sơ khách hàng, nhưng mà em nói này, đúng là hồ sơ khách hàng làm nó sẽ một cái nhóm khách hàng lớn hơn tí, để vì đôi khi họ họ có nhu cầu bếp rồi, nhưng mà nói với cái tầm tuổi này nè, họ cần đồ mặc không, họ cần thời trang không, đúng không, họ đôi khi cần đồ ngủ không. Nhóm khách hàng nói phụ nữ đấy, thì tự nhiên họ mua của chị cái sản phẩm là bếp rồi, và chị không bán sản phẩm là đồ ngủ, nhưng chị có thể affiliate, chị liên kết với một bên bán đồ, bán sản phẩm là những cái bộ đồ ngủ đẹp, đúng không, được không, liên kết không cần chị phải nhập hàng, nhưng mà chị cần liên kết là ok, phục vụ cho cái nhóm khách hàng đó, thì đúng là em sẽ làm lớn hơn cái hồ sơ khách hàng. Mà thôi cần Tết rồi làm luôn thị trường ngách, nó là gì ạ, ví dụ bếp thì tập trung vô bếp, vẫn còn những nỗi đau nữa thì cứ liệt kê ra được chứ, ví dụ như hư hại da tay đúng không, hư hại da tay ở trong bếp thì sao, bếp nhiều đó chứ, Rửa dụng cụ nhiều á, rồi rất là nhiều, vẫn còn rất nhiều nỗi đau rồi. vệ sinh Ok rồi, cái lúc này bắt đầu chị làm ra thì sao, một cái tờ giấy note như thế này bắt đầu. Không có thời gian thì chị ghi ra nỗi đau là không có thời gian, một tờ giấy note một cái Ok. à, Mỗi một dán dòng vào, là một đúng rồi, làm cho to ra rồi, đúng để em gì ạ, để ví dụ như sau vậy, xong chị không? dán vô, xong chị dán vô cái bảng à, giống như đó, hay là cái bảng đây thì dán nó vô nỗi nỗi đau, nhớ vẽ giống vậy luôn nha anh chị, vẽ vậy nha, xong dán vô đây à, giống như em làm, không dán vô, để lúc mà gì ạ, có nhu cầu tự nhiên mình nói chuyện với ai đó, mình nói chuyện với chị Vân, xong chị Vân than một cái điều đó, chỉ cần chị Vân than cái điều gì đó thì có phải là chị Vân có nỗi đau không, đó thì ví dụ lúc này này chưa 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 bán gì hết, chị Vân cái gì hết, nhưng mà chị Vân có nỗi đau này. Giống vậy chồng chê vô bếp thì xong bồ đồ tóc bù xù quá à, đó, ví dụ sao ạ, nó liên quan tới làm đẹp anh chị à, nó ghi vô, ví dụ ghi vô chồng chê nấu ăn không ngon,
Thì sao ạ? ấy. Thì làm sao? Đâu nỗi đau đúng không? Làm sao nấu ăn ngon? À, bí kíp menu về làm gì? Menu các món ăn ngon. Đó. Có thêm cái nhu cầu thì về dán vô. Và khi nào nhu cầu nào hết rồi thì gỡ nó ra. Đó. Và sắp xếp theo cái nỗi đau là nỗi đau nào lớn nhất thì lúc này mình tập trung mình làm cái bảng. Đó, mình kể ra từ trên xuống. Ví dụ như mình đánh giá thằng này là nỗi đau lớn nhất không, là cho nó 5 sao thì em đánh này 5 sao là lớn nhất hay gặp, tự nhiên nói tới nó luôn, cứ gặp thằng này là 5 sao rồi gì ạ. Ví dụ như là không gian bếp bị ấy, thức ăn nhiều dầu mỡ gì đó, ví dụ tùy anh chị nha, anh chị thấy là khách hàng họ cứ nói gặp 10 người mà ông nào cũng đụng cái này là nhiều, ông nào nói thêm cái này đánh vô, ông nào nói thêm ví dụ như là không biết nấu ăn đánh vô mức độ tiên. Được không? Rồi. Thì cái này là nỗi đau. Thì hỏi thăm họ. Không có thời gian. Ra xa xa đó bắt đầu. Thì hỏi họ. Vậy thì. Ví dụ như chị muốn một sản phẩm như thế nào. Để giúp chị tiết kiệm thời gian. Có thể hỏi họ trước nha. Để họ muốn một cái sản phẩm như thế nào. Để giúp tiết kiệm thời gian. Không cần mình phải nói. Mà cho họ cứ nói trước. Đúng rồi. Đúng không? Thì sau đó là. Bởi vì lúc này họ sẽ nói vì cần làm. Họ kiếm một sản phẩm. Thì lúc này mình nói thì nếu như thơ có một sản phẩm mà giúp chị đáp ứng được cái nhu cầu này nè, giúp chị tiết kiệm thời gian, nấu ăn nó nhanh gọn và tiết kiệm điện, bắt đầu lúc này chị nói thực ra chị liệt kê nỗi đau ra thôi, không nó đau hết rồi, giúp chị không cần mua nhiều thiết bị, giúp chị tiết kiệm không gian bếp, đỡ tiêu hao nhiên liệu, đỡ dầu mỡ, đúng không? Có sẵn menu luôn như vậy thì chị thấy nó hay không? Hay quá chị thơ, cái gì vậy? À, chị thơ có nồi chiên không dầu thì chị đi là một chuyên gia nhà bếp thì nó tốt hơn là chị nói về một cái sản phẩm cụ thể. Chị là bếp ngon đúng không, tự nhiên chị nói bếp là các dụng cụ Làm bật, nó em gần biết đổ là thứ hết mà luôn, bên đó đúng biết không? là rất là nhiều sản phẩm nhà bếp, nhưng tập trung focus của một cái sản phẩm best seller và Tết này họ sẽ có nhu cầu để họ làm. Đó. Rồi đôi khi rất là thêm thì có máy xay sinh tố, máy xay mini giống như em này, bởi vì mình đâu tự nhiên này em đâu có nhu cầu về máy xay đâu, đây là máy xay mini đâu, nhưng mà tự nhiên em qua nhà nhà bạn chơi, cái em pha su tô, cái em thấy nó nhỏ nhỏ hai cầm tay, cái em thử đúng không, tự nhiên em xay hết, ủa nó tiện ta, cầm cái đó xay xay sứ Hàn các anh chị, hoặc là xay nhỏ mà đôi khi xay những cái khác nữa, ủa nó tiện lợi quá này, mang theo ngon này, tự nhiên lúc đầu mình không có nhu cầu nhưng mà sau đó vậy, mình được trải nghiệm cái tiện nghi có nhu cầu. Anh hiểu không, nên là nó sẽ cho khách hàng trải nghiệm, thì lúc này trải nghiệm bằng cách nào ạ? Đăng Facebook có thể chưa được trải nghiệm trực tiếp sao họ trải nghiệm gián tiếp đó, thì có thể mình đăng video Facebook, đăng một cái sản phẩm lên, nhưng mà nhớ là tinh tế và nhớ là chị xuất hiện luôn thì nó hay hơn rất là nhiều là một cái video mà nó chuẩn bị sẵn, bởi vì họ thích coi có mình, anh chị nắm được không? Họ thích coi có mình hơn, có cái giọng của mình này, có cái mặt của mình này, thì họ sẽ dễ coi hơn là một cái video mà nó chuẩn bị sẵn, đôi khi nó đẹp đó nhưng mà không có mình thì họ không biết đó. Họ nghĩ là mình lấy trên mạng như vậy. Đúng. Một cái cách dễ làm là gì ạ? Em gợi ý để chị làm video này, có thể là một cái video có sẵn, là em nói đi, là cái nồi nói về nồi chiên không dầu là video sẵn rất là đẹp rồi, thì chị nên ghép ở khúc đầu, khúc đầu, hôm nay nhiều thơ sau đó thì cũng thực ra nói về nỗi đau thôi. Lúc trước thì thơ nấu ăn rất là tốn thời gian rất là nhiều, tại vì mình ra cái tiêu đề trước, năm cách để gì tiết kiệm gì gì đó, đương nhiên mình sẽ thực ra làm cái mà content Facebook á chị, thì thơ cũng là trong du kích Facebook đúng không, nè năm cách để giúp tiết kiệm thời gian nấu ăn đúng không, Thì hôm qua năm chị cách cũng làm vậy đó, nhưng mà là chị lại không có sửa trong cái video mà chị nói không, nhưng mà chị nhớ cho này, nên nó không họ có có cái nỗi đúng. đau này, này. Họ những nỗi đau này thì chị chỉ cần làm content dựa đến cái này, thế là vừa vừa đến này đó, thì năm cách ví dụ như năm cách để giúp họ tiết kiệm thời gian đúng không, căn bếp bạn, năm cách để giúp căn bếp bạn gọn gàng hơn, bao nhiêu cách đây này, rồi nói luôn về cái cho luôn một số cái gợi ý về về ấy nha, đúng không, về làm về đâu ta, làm content ha, gợi ý về làm content này.
Hoặc anh chị nào không xem được đoạn này lỗi đáng chịu nha. Bài viết cũng vậy mà video cũng vậy. Ví dụ đây, người nổi tiếng, ví dụ người nổi tiếng tiết lộ bao nhiêu cách là viết nghe thực hiện như vậy. Rồi bạn có muốn biết Cái này là này bốn này, bạn có muốn biết này còn điều gì đó mà thị trường đang tìm kiếm, bạn có muốn biết cách để nấu ăn ngon bạn có biết muốn biết 5 cách để nấu ăn ngon, hay là bạn có muốn biết 10 cái menu thì do em đăng đó. Bạn có muốn nhận 69 câu hỏi để đọc tin giống giống vậy đúng không? Rồi tại sao không, tại sao không, tôi không nấu ăn bằng cái cách gì nữa, tôi không con nó nướng cái kia nữa, tại sao tôi không làm cái gì đó nữa. Đây, cái này là hay dùng nhất này chị. Năm mẹo về năm, ví dụ như là không biết nó ăn không, ví dụ như năm cách để có bữa ăn ngon dành cho người không biết nấu ăn, ví dụ chị đánh vô là người không biết nấu ăn, năm cách để gì à? Nấu ăn ngon dành cho người không biết nấu ăn, hay là năm cách để gì, thực ra cái thời gian là em thấy nó nhiều này, để tiết kiệm thời gian nấu nướng hay để nấu ngon, hay để không gian bếp gọn gàng, năm cách để hay năm mẹo để giúp không gian bếp của bạn gọn gàng. Cái này là marketing để gì à? Để thu hút họ, chứ không phải là đôi khi chị không phải tập trung vào sản phẩm gì, chị thu hút họ về với chị đã đúng không, và sau đó gì à? Sau đó ở dưới nó là một chuỗi nha anh chị, một chuỗi các chủ đề để thu hút, ngừng làm cái thói quen cũ gì đó và hãy bắt đầu làm cái này. Ngưng ngưng nấu ăn bằng ngưng nấu bằng ví dụ như ở các món chế biến dầu mỡ nhiều vậy, và hãy bắt đầu vậy ăn uống healthy ví dụ thôi nhé. Rồi tại sao nhóm người mà bạn hướng tới hả, là nhóm người bạn hướng tới lại vậy đó, lại hành động, lại làm cái hành động gì đó để đạt được cái lợi ích đó, thì chị làm ra cái lợi ích là chị biết là họ muốn gì rồi. Cái này PDF không sửa được. Thì ví dụ cái này làm thị phạm về một cái studio chụp ảnh cho baby ấy. Chụp ảnh sơ sinh ấy. Tại sao những người mẹ bầu lại chọn studio để chụp những bức ảnh trẻ sơ sinh? Cái lúc này chị dùng tâm vô làm là chị sẽ làm marketing để thu hút nha, thay vì tìm 1.000 con bướm thì bây giờ trồng một vườn hoa để thu hút bướm về. Chứ không phải là cứ chăm chăm lên bán, thì chị bán mấy cái một cái nhóm nhỏ họ mua họ cần lúc đó thôi, thì giống nãy họ có nhu cầu họ cần thôi, nhưng mà chị cái này chị có thể tạo ra nhu cầu cho họ, tạo ra nhu cầu đó. Mà chị cũng muốn như vậy chứ, chị cũng không phải muốn là chăm chăm bán, chị cũng muốn vậy, chị cũng Dùng tâm muốn vô là làm ở Facebook đó, làm thường xuyên lên. Phải chuẩn bị sẵn nha, kịch bản này kia lên. Ví dụ hôm nay chị làm gì thì chị có thể gửi em tham khảo. Chị tính làm gì Tân thấy ok không, ví dụ vậy thì em tham khảo hỗ trợ chị. Chính lời khuyên cho người không nè, ví dụ chính lời khuyên cho người không biết nấu ăn. Chính lời khuyên ví dụ cho cái nhóm người nếu không muốn, hay là chính lời khuyên cho hồi chị em nếu không muốn, nếu không muốn gì đó cái nỗi đau mất nhiều thời gian nấu ăn, hay là chính lời khuyên, hay là năm lời khuyên cho hội hội bếp nếu không muốn mua nhiều dụng cụ tốn tiền. Nè chị thằng ở dưới này, điều này là gì, sẽ thay đổi cái cảnh là gì, cuộc sống của bạn mãi mãi. Ví dụ ảnh em bé sơ sinh sẽ lưu lại khoảnh khắc đẹp để nhất, không lặp lại. Dạy ai đó làm một điều gì đó, dạy cho họ làm. Đấy, hôm nay thơ sẽ chia sẻ. Ủa, đang thấy cái màn hình không? Có Tưởng đâu không thấy. Ví dụ chữ như rung nhỏ chữ nhỏ hả, muốn chữ lại to hả? Đó thì phản hồi lên mới biết chứ, con phản hồi sao biết. nhỏ Rồi thấy được chưa, rồi dạy cho ai đó làm điều chị gì đó, hơn chút xíu dạy cho ai đó là gì, đó là tạo ra nhu cầu đó chị, hiểu không?
tạo ra nhu cầu đó, dạy cho ai đó. Hôm nay sẽ chia sẻ cho bạn làm một cái món này. Đương nhiên là gì, thì lúc làm cái món thì có phải đụng vô phải cần cái dụng cụ đó không, à và thơ sẽ dùng cái dụng cụ này để thơ làm món ăn. Làm cái này này nhiều vô, chia sẻ món ăn nhiều vô, tự nhiên họ ngon quá vậy thôi, cái vậy mà không cần phải nói nhiều, chỉ cần ăn đó, thì thơ dùng cái này. Mà tự nhiên lúc mà chị làm á, lúc mà chị làm chị chờ á, ồ thì cái lúc mà thơ lúc trước thì thơ cũng mất nhiều thời gian lắm, hay dùng món ăn thấy dùng ở nhiều quá, mà sau đó ẩm biết cái ví dụ như là thơ biết cái là nồi chiên không dầu này, bây giờ ở tiết kiệm thời gian quá trời luôn, mà đỡ còn dầu mới. Tự nhiên họ nghe vậy, ví dụ chị Hoa đi nghe vậy sướng không chị, tự nhiên muốn mua Mua liền, tự liền. nhiên nó ra nhu cầu liền à. Chứ tự nhiên bà cái suốt ngày hôm nay thơ chia sẻ với bạn về cái nồi chiên không dầu như đó, tính năng A B C thì lại nói về tính năng, chị không nói về lợi ích thì họ không mua. Nhưng mà bây giờ chị dạy ai đó làm điều gì đó, có cái điều rất hay nè, em mới tham gia cái nhóm chạy bộ chạy 21 ngày, 21 chạy 21 km trong 21 ngày đó, thì đúng ra họ sẽ thu tiền nhưng họ tặng. À, anh gì thấy ủa quá, bình thường vậy thu phí chứ không, không tặng. Dạ có những cái chương trình rất là hay đó gì. À, bởi vì cái bên đó thì là cái bên về thể thao, họ có cái shop cửa hàng sẵn này, thì cái lúc này này kể cả người mới luôn, kể cả người mới luôn vậy, ví dụ tạo ra nhu cầu, giống như là chị Thơ, là bữa có nói chuyện gì Thơ, chị Thơ chưa chạy 21 cây đúng không, nhưng mà thì chị Thơ có nhu cầu về về những đồ dạy bộ không, reo rồi giày hay này kia, chị Thơ có nhu cầu không, chưa đúng không, đã có nhu cầu đâu, nhưng Chưa. mà bắt đầu họ tạo ra nhu cầu này đấy. Chị Thơ thì như chị Thơ gặp em cứ nói là chạy 21 cây, cái chị Thơ thấy mình cũng muốn chạy 21 cây mà giờ có chương trình này mà 21 ngày chạy được hả, ok tham gia. Thì họ đúng là cái vé họ bán là 8 98 nghìn, chín nói chung 900 mấy á, gần triệu, nhưng mà họ sẽ tặng luôn mình cái chương trình này mà hay nha, chương trình chạy bộ rất là hay ấy, họ tặng. Thì cái lúc này mình tham gia thì mình gì vậy? Mình đăng ký chạy online để họ biết là mình có chạy, thứ nhất. À, cái thứ hai gì vậy? Cái thứ hai là mình phải vô Zoom á, thì mình học điểm danh bằng cách là mỗi ngày đều đều điểm danh bằng cách là đánh họ tên mình vô. Rồi thì cái lúc chạy ví dụ như chị chạy rồi sau này chị cần giày thì chị có phải mua của họ không, bởi vì họ là cửa hàng online về thể thao, chị mua reo chị mua đồ, và họ cũng là một cái đơn vị tổ chức giải chạy online. Lúc đầu chị chả có nhu cầu đâu, nhưng mà sau đó chị bắt đầu chị làm quen với cái mở cái app chạy online đúng không, rồi chị bắt đầu chị biết chạy rồi thì chị sẽ cần đó, có nhu cầu chưa. Rồi trong cái giải thì cũng có gợi ý luôn, chạy miễn phí cũng được, nhưng mà chị muốn có huy chương và chị muốn có giấy khen á, thì chị đóng một cái khoản tiền đó, thì chị hoàn thành xong hết thì sẽ có cái huy chương, có áo, có giấy khen, thì chị muốn thêm thì lúc nào họ cũng đang bán không, vẫn có những cái lựa chọn để chị chọn, chứ không phải không cho chị chọn. Miễn phí cũng được, miễn phí thì không có gì, nhưng mà nếu như đóng một khoản tiền vậy đó thì hoàn thành xong thì có áo, có huy chương. Chị thấy họ trồng hoa chưa? Thì hả? Sao? Chị kêu Hoa đăng ký nè. Hoa Đăng ký chạy thiệt chứ đâu, chạy online, chạy thật. Chạy Không, thật chị nhưng mà tập thì online. ý là chị tập Em online, bởi vì sao ạ? Em nói một điều thôi, người chị ta tập quản chị lý cũng cho phải, mình trên đúng rồi, online. chị tập chị cũng phải chạy trên bậc cái app online đó là Strava để chị chạy, và họ liên kết với Strava. Đằng nào cũng liên quan hết à. Và sau này nếu mà anh chị chạy chơi anh chị không cần, nhưng mà nên anh chị muốn có những cái huy chương chạy bộ anh chị đều phải liên kết với nó đó, thì họ đang tạo ra nhu cầu đó anh chị, rất là hay. Và sau nữa nha, trưa nay em Rồi mới thấy ngồi chị nó chạy toàn là 21 với 42 rồi, không anh chị thấy là lúc đầu họ không có nhu cầu đâu, ví dụ một người mới họ đâu có nhu cầu chạy bộ, nhưng mà họ có mục tiêu khỏe, họ thấy đâu đó cái hình ảnh chạy bộ họ muốn khỏe rồi. Giống như em bắt đầu em chạy, ghê luôn. trưa nay em mới coi một cái nó hay nữa này, cái lúc đầu đâu có ai về mở cửa hàng đâu, khi hồi xưa cửa hàng là chỉ bán những đồ liên quan tới bóng đá, tới bóng chuyền có này kia đúng không, nhưng bây giờ phong trào chạy bộ đã phát triển và nhiều cái nhu cầu, họ ví dụ như không phải đơn vị đó mà đơn vị khác nhượng quyền cửa hàng kinh doanh, nhượng quyền cửa hàng kinh doanh thể thao, thấy hay chưa. À, thì nên là nó sẽ phát sinh rất là nhiều nhu cầu. Thì lúc này nè, thì cái lúc này à mình ghi là gì, họ cũng muốn kinh doanh về thể thao, bởi vì họ chạy một người chạy rất là giỏi đúng không, họ cũng muốn, họ cũng có nhiều mối quan hệ,
Nhưng vậy họ cũng muốn có thể là kinh doanh vừa chạy bộ mà vừa kiếm tiền, Đấy, chị thì cái Hoa. cũng lại có nhu cầu không, thì họ bán được rồi đó, nên không, nên là hãy dạy cho ai đó là một điều đó. Chị Hoa cũng vậy, hãy dạy cho ai đó là một cái điều gì đó, phải không? Rồi kêu gọi lời phản phản đối hoặc góp ý, à, kêu gọi góp ý, cái này cũng rất là hay nha. Gây ra tranh luận thì lúc này họ comment 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 thì cái bài mình nó sẽ được nhảy lên. À, hoặc là đôi khi góp ý giống như đợt em đăng đi, à, mình đăng mình, thực ra mình cũng biết rồi nhưng mà mình hỏi thêm để mọi người cho cái ý kiến góp ý mà, thì tự nhiên mọi người sẽ cho cái ý kiến giống vậy đi. À, tác giả họ muốn ra mắt một cái cuốn sách, thực ra là họ cũng có ý là họ chọn cái màu gì rồi, họ thiết kế cái gì rồi, nhưng mà họ sẽ cho ra hai cái hình, anh chị gặp không? À, theo các bác thì bên nào, bên trái hay bên phải, màu này hay màu kia thì ok hơn, cho em ý kiến với nhé, em rất còn muốn nghe ý kiến của các bác. Thì cái lúc này giống vậy thôi, một người quen với chị Hoa, chị Thơ lúc này có vô, chị thấy cái này ngon này, chị thấy cái này được này, thì có phải là gì ạ? À? Mình đang marketing, hiểu chưa? Đơn giản để nhìn những cách khi họ đang làm ứng dụng cho mình thôi, rất là nhiều cái để các chị làm, chứ không phải là bị phải đăng bài như thế này suốt ngày, cái đăng lại những cái bài cũ rồi xuống lại đăng những cái mà nó cứ lặp đi lặp lại, đúng không? Mà chúng ta chỉ cần biết về cái nỗi đau của khách hàng thôi thì chúng ta sẽ biết cách làm marketing đó. Còn nữa, tạo ra sự phân cực là vẫn đăng cả nha, thôi thì cái đó được thì làm, nhưng mà đôi khi đó, chúng ta không chịu được áp lực đâu, làm bình thường ấy. À, nỗi đau khiến người ta hành động mạnh mẽ. Là Video chia sẻ là nỗi đau, bài học ai đó vì đã không hành động, ví dụ vậy. À, cuối cùng là em đang mở cái gì vậy? Cái trang cái tài liệu này là chuỗi ebook video, hả? chuỗi Ebook của em hả? chuỗi video 28 ngày. 28 ngày. 28 Không thấy ngày. không chắc có À, cái này chỉ dành cho đại lý kinh doanh em thôi. đây đây À, dành cho đại lý đại lý kinh nè, doanh. À, mỗi ngày chụp cho một chụp chủ đề thôi, chứ giờ cho hết đại ra khi làm không theo được hết đâu. lý kia Đó, thì giống như chương trình Facebook á, mỗi ngày cứ thả ra chủ đề, mỗi ngày thả ra chủ đề, chứ đôi khi nhìn nguyên đống chủ đề không làm, nhưng mà ít ít thì làm. mà. À, Ok. ví dụ nè, cách ví dụ sử dụng gì đó, cái công cụ gì đó để nó tiền, bắt đầu cái khúc này bắt đầu vô vô bán hàng, khúc trước là thu hút thôi, khúc này mới bán hàng. À, rồi những nhân vật đã tạo ra, à, rất là nhiều ha, xử lý từ chối. À, cái này có thể làm được nè. À, ví dụ như là về nhiếp ảnh, đưa ra một ông nhiếp ảnh gia nhưng không chuyên chụp cho em bé so với chuyên gia chụp ảnh cho em bé. À, đưa ra hai cái hình, một bên cái hình là làm bếp tươi vui đó, gặp này, một bên là te tua, ví dụ vậy. À, Bên tươi khi tắn bên tay à, à, khi dùng nồi chiên không dầu. tôi Kiểu vậy nữa. À, đó là nhiều ông ha. bay rồi À, cách tiết kiệm thời gian bằng việc sử dụng, bắt đầu hút khúc sau này là sẽ đi đi nhiều hơn về sản phẩm, khúc đầu là thu hút, khúc sau đó đầu đi về sản phẩm và chia, và có chia mà, đó là làm việc với các thị trường đó, làm việc với thị trường nóng. À, nhỏ lại tí để coi ha, thì nó có các chương luôn, có các chương luôn. Thì thực ra em học tập bằng cách đó vậy, em lên em xem video thôi, em xem video và lộ ra một cái video có công thức. video. Thực ra là cái tinh túy nằm ở cầm tay chỉ việc, anh chị chỉ biết thôi, nhưng mà tinh túy nằm ở cầm tay chỉ việc, cái cả Facebook profile cũng thế, tinh túy nằm ở cầm tay chỉ việc á, đây mình biết mình chỉ làm sơ bộ thôi, sau này có điều kiện thì em vẫn gợi ý là nên học, được chưa? Này, chương một là làm việc với thị trường lầm, đó là gì, mình làm việc với những cái nhóm mà chưa có nhu cầu, nhưng mình biết cái nhóm này kiểu gì cũng có nhu cầu, mà chẳng qua họ chưa có nói, thì mình làm thị trường lạnh, bắt đầu gì, bắt đầu thị trường ấm. À, bắt đầu lạnh rồi bắt đầu làm cái ấm lên, thì ấm rồi bắt đầu qua nóng. À, bắt đầu qua nóng ở đây, nóng rồi bắt đầu bán được anh chị, nên những cái khúc sau này tập trung vào nói về sản phẩm bán luôn đó này, Nóng là bán liền luôn đúng rồi, là mỗi cơ. ngày là một cái video giống 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 vậy, thì chị có thể làm dần Tự dần. bán À, đấy, nếu mà và chị Thơ cũng có trong cái nhóm ha. Ok, hỗ trợ cho chị Thơ nếu chị Thơ muốn. À, rồi
Làm chị làm kỹ lại xong rồi chị gửi Cơ cho bản em vài cái ở trên là chị làm được rồi, vài cái ở trên là chị làm nè. ngon lành rồi, cái lợi ích thì chắc sự sung sướng lợi ích thì em nghĩ là chắc chị kể được đúng không, Cái phần chỗ này nào, lợi ích hay cái sự sung lợi ích sướng? đó, quên, cái sung sướng là sung sướng của khách Đúng rồi, đúng rồi, đang nói về khách hàng. hàng mà, chứ Còn kể cái chỗ việc cần làm là của mình hả? khách hàng luôn là nơi hồ sơ khách hàng với hồ sơ của mình. Nhưng như này, mình có thể đóng vai mình là khách hàng, bởi vì đôi khi các chị cũng đã từng trải qua cái giai đoạn đó mà mình, cái hồi đó mình cũng hay có cái nỗi đau gì, thì mình kể cái câu chuyện, thì lúc này mình có thể kể cái câu chuyện của mình cho khách hàng mình nghe. Trước chị cũng hay bị cái này, chị cũng hay bị cái này, rồi sau đó chị làm mà nó không hiệu quả, mà sau đó rất là hay luôn chị, rất biết ơn luôn cái người chị nào đó đã giới thiệu cho chị. Nhưng mà nếu các chị biết nữa, các chị dùng cái tâm thái trân trọng biết ơn á, thì người ta sẽ đón nhận nhiều hơn rất là nhiều. Đâu phải vô tình mà chị biết được đâu, mà đôi khi nhờ ai đó giới thiệu chẳng hạn, thì họ nghe vậy tự nhiên họ khoái. Ví dụ lên chia sẻ video trước, ví dụ gọi là gì, rồi chia sẻ các anh chị cách, nếu anh Khang hay nói đi, anh Khang bị một cái vấn đề giống như về về tiểu đường hay gì đó, trước Khang bị tiểu đường như này, thì xong sau đó thì Khang làm có một số cái việc mà nó Khang cũng chữa trị này kia mà nó không hiệu quả, sau đó Khang được giới thiệu một cái sản phẩm như thế này, Khang Khang rất biết ơn cái người đã chia sẻ Khang ABC vậy vậy đó, thì bây giờ thì Khang dùng và Khang thấy đường huyết nó được cải thiện này kia luôn. Nhưng hỏi ủa hồi trước ổng bị mà giờ ổng đường huyết vậy thì họ họ thích không, đúng không, hay là nói về chạy bộ đi, trước mình là một người không biết chạy bộ vậy đó, nhưng mà nhờ cái người này hỗ trợ cho mình này, họ rất là biết ơn đó, họ hỗ trợ cho mình tháng 2 tháng rồi đó, thì bây giờ mình đã chạy bộ được đúng vậy đó. Thì nói vậy thì nhiên họ cũng thấy ồ cái người này hay quá ha, đúng vậy, đơn giản là vậy thôi. Dùng cái Hai tâm chị em thái trân làm trọng biết team ơn chạy thôi. bộ à? 21 cây đi, chạy 21 cây Hơi năm tới, không cần năm tới đâu, khoảng sau Tết năm là cây tầm tháng, thì còn chưa xong nữa, đặt mục tôi tiêu tới tháng chơi 4 tháng bảy 5 là cây được cả rồi. nhà. Mình giới hạn thôi, chứ mình cứ tin tin tưởng là mình làm được đi thì mình sẽ làm được, đúng không, đau chân đau lưng nó thì vô thay gân Tin đổi tin cốt, giới hạn thay gân đổi cốt để chỉnh lại rồi, hết. Ok chưa, ok có hỏi gì về hồ sơ khách hàng nữa không, thỏa mãn chưa? làm đi rồi hỏi tiếp. Những cái chỗ mà nỗi đau về Rồi cảm chị xúc Hoa, rồi nỗi đau xã hội. rồi chị Hoa có hỏi không, rồi bây giờ donate luôn cho chị Hoa hỏi về cái sản phẩm dinh dưỡng đi, một số cái nỗi đau chức năng là hình như em thấy chị Hoa có liệt kê rồi đúng không, chị Hoa có hỏi gì nữa không? Đẹp sau sản phẩm thì giống như Tân nói đó, sao mà chịu ý hết được, nên là mình giải quyết cái từ chối đó bằng cách khác. Còn bây giờ nè, ví dụ cái nhóm khách hàng mà thời gian này chị sẽ tập trung là cái nhóm nào, độ tuổi bao nhiêu tới bao nhiêu? Nhóm độ tuổi từ 40 đến 60, trên 60 cũng 40 được. đến 60 rồi, ok. Họ có những nỗi đau gì, cái nhóm này nè, đối với sức khỏe thì họ hay có những nỗi đau gì? Có sức khỏe là phải vấn đề sức khỏe, sức khỏe nhiều vấn đề chứ, 40 60 là vấn đề sức khỏe, nó lao là nhiều Là kêu nỗi đau chứ, quên nỗi đau sao làm. à, sức khỏe nè, họ muốn họ có cái giá trị, tại vì họ không muốn Cái con gì cái phải lo con lắng. trai thôi, cái đó là nó là sức khỏe kém, nỗi đau đó là sức khỏe kém. Sức khỏe không hả? Yếu hay bệnh đúng không, vận động không được cũng là nỗi đau Thì gì nó hầu nữa. như nó nằm trong cái Thôi nói nhóm nhóm trẻ hơn tí đi, nó nhóm già quá vậy. ơi. Mở rộng ra là các bà mẹ có con nhỏ, thì họ cũng tiết kiệm thời gian chăm sóc con cái.
nhiều nói kiểu luôn biểu lãnh thẳng luôn, giá hay là nói luôn thẳng luôn cái nhóm khách hàng mà đang làm đó luôn, ví dụ như là chị thì chị đang có những nỗi đau gì về sức khỏe kiểu kiểu vậy đó, chứ đừng đến lại thì biết là đương nhiên là à thì đến thì sao, ví dụ đôi khi họ dùng tốt rồi thì họ sẽ muốn cho gia đình họ vui, nhưng bây giờ họ dùng trước đã. Ừ. Thì bây giờ giống như một cái khách hàng 40 tuổi đi thì họ thường có những cái nỗi đau gì, nhu cầu gì về sức khỏe. Bốn mươi tuổi ngoài sức khỏe ngoài ra. sức khỏe gì? Ủa em nói là nãy giờ vẫn là 40 tới 60 hả hay là mở Em số lấy tầng? một người, em lấy một người 40 đi, em đơn cử là một người 40 đi, thì họ Ý có là những nói cái nỗi đau gì, như có những cái gì? nhu cầu gì hay vấn đề gì, hay vấn đề luôn về gì ạ, về chức năng, nỗi đau về chức năng, nỗi đau xã hội, nỗi đau cảm xúc, nỗi đau liên đới. Nhìn là cái dáng thôi, dáng giờ còn đẹp nữa không, đúng không, hay là dư cân, hay là người thì thiếu cân, đúng không, hay là da khô, hay là vận động kém, cái nỗi đau thực ra họ không vận động đến cái giờ thì các chị đang bị nỗi đau đó, vận động tí là đau chân đau lưng thì đó là nỗi đau đó, giờ kêu chạy 21 cây đi mà lắc đầu thì đó là nỗi đau, khi nào mà khỏe vâm là đúng không, đó là sung sướng này, càng chạy càng sướng, còn bây giờ kêu chạy vận động hút là đau thì đó đang là nỗi đau. À, thì lúc này gì ạ, lúc này sao, à, nếu mà chị vận động kém không mà chị muốn vận động tốt thì sao, chị vô thay cân đổi cốt đi, em giới thiệu em chia sẻ chị cái khóa thay cân đổi cốt em học nó hay lắm, em bán đó, đó không? Em không bán khóa đó mà em đang bán cái niềm tin đó, em đang bán không, đó không? Học thay cân đổi cốt đi, thay cân đổi cốt nhiều hiện thực hay lắm, em cũng vậy 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 thì em làm được đúng không, thì tặng cho họ có thể là không bán ngay mà tặng cho họ một cái món quà giúp họ thay cân đổi cốt đó, và đôi trong đó thầy cũng chia sẻ luôn, thầy cũng có nói bốn cái nền tảng của sức khỏe gì, đôi khi vậy họ chưa như này, một số người này họ chưa cảm thấy đau bởi vì thực ra họ chưa có nhận diện được hay họ chưa thừa nhận nó. Ừ. Thì mình giúp cho họ hiểu hơn, giống như vô trong đó thì phải nói gì, bốn trụ cột của sức khỏe đó là gì, đó là tinh thần vui vẻ đúng không, đó là gì, đó là vận động, đó là dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. À, để khỏe chứ không phải là chỉ vận động mới khỏe đâu, mà gì à? Nó còn tinh thần vui vẻ, nó còn dinh dưỡng, hay là nó còn nghỉ ngơi hợp lý nữa, vận động mà không nghỉ ngơi cũng cũng băng đúng không. Rồi em sẽ đơn cử một cái này nữa, đó là gì à? Có nhiều người á họ họ bị nhưng họ không biết đó là nỗi đau, em ví dụ đơn cử đó là những người dư cân, những người dư cân thừa cân, thì nếu như vậy này, bởi vì sao biết là không, họ không thừa nhận đó là nỗi đau, bởi vì nếu như đó là nỗi đau thì họ đã hành động để họ thay đổi để đẹp hơn rồi, nhưng họ thích cái thứ dư cân đó nên họ không thay đổi. Nếu như chị nói là mày giảm cân đi là ăn gậy à, chị nghĩ đó là nỗi đau nhưng mà đối với họ đó không phải là nỗi đau, hiểu không, thì mình biết là thực ra là à, cái họ đang dư cân, đôi khi là dư cân béo phì mà tới độ, có những người mà béo phì mà tới độ mà khó thở luôn anh chị, nhưng họ họ vẫn không thừa nhận đó là nỗi đau anh chị, và thực ra nếu chỉ cần họ họ công nhận đó là nỗi đau thì họ sẽ thay đổi, nên cái lúc này mình ra cái chuỗi hồi nãy để giúp cho họ bắt đầu họ có họ hiểu hơn về sức khỏe, họ bắt đầu có nhu cầu, họ biết bây giờ rủ đi chạy đó, bây giờ họ không thừa nhận họ đó là nỗi đau đó, rủ đi chạy 5 cây bắt đầu chạy mới có tí thở, à, bắt đầu thấy sao sức khỏe mình yếu quá ta, như dư cân có phải là mình chạy yếu hơn, vận động yếu, nhiều khi đá ví dụ thêm thắt nữa em nói với đàn ông em có phải là làm tình kém Ừ. không hỏi luôn cái nhu cầu sinh lý à, làm tình kém không đúng không, họ người nói như hơi hơi tế nhị mà à, đúng thiệt đúng không, thì bây giờ có phải là sức khỏe tốt đúng không, cơ thể mình nó body nó chuẩn thì tự nhiên cái sinh lý mình nó cũng tốt hơn, mình khỏe hơn, đi sinh lý mình cũng tốt hơn, đó là cái đó là gì ạ, cảm xúc và cái lợi ích đó, vừa mới nói nỗi đau gì ạ, đó là nỗi đau cảm xúc anh chị, sinh lý kém thì nội cái sinh lý kém thôi thì có phải là nỗi đau cảm xúc họ tự ti
Đấy. Đây thì họ bắt đầu họ có động lực để họ dám cân, vì cần làm của họ đó là giảm cân hay là có cái chế độ luyện tập, cái chế độ ăn uống, chế độ nghỉ ngơi cũng vậy, là sự sung sướng vậy. Nếu như họ dám cân thành công, sự sung sướng là họ có rất là nhiều thứ đúng không? Body chuẩn đẹp này, mặc đồ tự tin không, khỏe hơn này, vận động tốt hơn không, và thêm về những cái đấy, sự sung sướng xã hội đó gì ạ, tự tin hơn thì họ làm được nhiều cái hơn. Và đôi khi đó là gì, họ họ được người khác khen ngợi nhiều hơn, hay là tự tin trong mắt người khác cũng là một cái sự sung sướng. Đấy là hồ Ở sơ đây bắt là đầu xuất mình phát lên. cái phần mà sung sướng á, chị hỏi kỹ là một chút nè. Sung sướng đó là khi họ là bình thường hay là khi họ sử dụng sản phẩm của mình họ được cái sung sướng đó. Đâu, nói rõ muốn cái điều gì ấy, chứ mình đáp ứng cái điều đó Trong cái sách có, ừ. và với lại Cái em có gửi cho chị á, thì chị nhìn vô ừ. cái màu đỏ mà cái có sự sung sướng đó, đọc chưa, nếu mà chưa đọc thì đọc lại. Thì ví dụ vậy đi, thì nó dùng sản phẩm của mình không, đôi khi đừng nói sản phẩm của mình mà đôi khi cái nhu cầu đó của họ được đáp ứng thôi, thì họ sẽ sung sướng như thế nào, không bị bó vô sản phẩm đúng không, không làm sản phẩm công ty này mà có công ty khác luôn có Mình sản phẩm không đẹp nói thì gì đó tới là. sản phẩm nhưng mà mình dựa vô mấy cái nỗi đau mình ra cái sung sướng ha, đúng không? Liệt kê sung sướng đây, đọc lại đi, đọc thêm đi, đọc thêm Chị cái đọc. trang sách đó để làm nó rõ hơn, mà chỉ cần làm hồ sơ khách hàng nha, bắt đầu thấy cái khách hàng nó rõ hơn rất nhiều. Đôi khi chị gặp gỡ một cái người, cái nhóm đó, bắt đầu cái nhóm trong cái độ tuổi này này, thì thực ra mình biết họ là khách hàng, cái nhóm khách hàng của mình rồi đó, nhưng mà họ chưa có nhu cầu, họ chưa có hiền, thì lúc này sao mình làm những cái chủ đề chẳng hạn, mình nói chuyện với họ khơi gợi chẳng hạn, thì lúc này nhu cầu nó sẽ hiện. Đấy, thì nói chuyện với họ mình có thể không nói về sản phẩm đâu, mình chỉ hỏi thăm họ, mình ghi nhận thôi, xong về mình đăng bài, mình đăng bài đúng không, thì họ đi dạ, họ kết nối mình, họ họ xem bài viết, hoặc là ví dụ em gợi ý cái gì hơi đó, là nói chuyện với họ một buổi cà phê nói chuyện bình thường nha, nhưng mà mình sẽ hỏi họ một cái số mà ví dụ như những cái lợi ích họ muốn đạt được, như sự sung sướng họ muốn thế nào, hay ví dụ họ sẽ có than than là nó là nỗi đau đó. Đấy, chỉ biết thôi, xong chụp hình xong về đăng lên là cảm ơn hôm nay đã chia sẻ một số cái gì vậy vậy vậy, giống như là có sự kết nối rồi, là sau đó họ sẽ kết nối mình trên Facebook á, có sự tương tác thì những bài viết của mình nó họ sẽ xem, thì lúc này mình sẽ đăng những cái giống như chủ đề như hồi nãy mình gửi đó, nhu Chị cầu đã và họ liên kết cần về nè, liên kết về nè Tân, ví dụ như là cái nỗi đau của họ là không có thời gian, thì thì tương ứng với sung sướng của họ là họ có nhiều thời gian để họ chăm sóc bản thân của họ, thì tiếp theo là cái việc họ phải làm là như thế nào. việc họ phải làm, giống như bây giờ không nói về sản phẩm, nhưng mà ví dụ như là họ không có thời gian thì họ cần làm gì để họ có thời gian, họ cần làm gì, Thì họ phải sắp xếp thời gian của họ. Họ đơn có kế hoạch cụ thể cho thời gian của họ, quản lý giản dễ thời gian. nè, mua đồ ăn ở ngoài. Nhưng mà cái nỗi đau nó lại xuất hiện, mua đồ ăn ở ngoài có cái nỗi đau gì vậy, không đủ dinh dưỡng, lại lại đưa qua nỗi đau là thì mình nói họ, bởi vì đôi khi họ làm một số cái việc đó chị nó không có đúng, thì bắt đầu mình nói với họ làm như vậy thì cũng được, mà nó không có đủ dinh dưỡng đúng không, họ thuê người nấu ăn, đặt nấu ăn, hay họ nấu làm sao để nấu nhanh hơn, cái việc cần làm đó là họ tiết kiệm thời gian. Nếu như họ không có sản phẩm của mình thì sao, thì họ vẫn phải làm những cái việc khác mà, hay họ một lần họ phải nấu 2 món, nấu 2 bếp, hiểu chưa, không đừng có bị gắn vào sản phẩm mình bây giờ. Nếu như không có sản phẩm của mình thì bây giờ nó là không có thời gian gì đó, thì họ sẽ làm giống em đây, không có thời gian để nấu ăn sao, ăn ngoài, nhưng ăn ngoài thì nó lại nhảy ra một cái nỗi đau đó gì ạ. Nói chứ đồ ăn ngoài nó chán, ngồi nó ngán, nó không đủ dinh dưỡng đúng không, nó không ngon miệng, lại quay lại nỗi đau. Vậy bây giờ lại quay lại nấu, mà nấu thì giờ đôi khi mất thời gian không biết nấu, rồi bắt đầu đó thì vậy không, muốn có muốn biết một cái sản phẩm mà giúp tiết kiệm thời Có sản phẩm gian không. chị Nghe thôi, qua chỉ nghe có lại. sản phẩm hỗ trợ cho người độc thân nấu ăn đang sức khỏe em Rồi liền còn sự cái sung điều sướng,
tiết kiệm thời gian thì bây giờ này, một cái đơn cử sự sung sướng là tiết kiệm thời gian đi, nhưng đằng sau cái lợi ích đó nó có lợi ích gì nữa? Nếu như tiết kiệm được thời gian thì nó còn cái lợi ích gì nữa? Kể tiếp coi. chăm sóc bản thân, Chăm sóc bản thân rồi, gia làm đình, đẹp xây rồi. đắp gia đình, rồi Rồi. là kết nối mối quan hệ, Rồi. rồi là dành nhiều thời gian cho công việc. Rồi. Thì công việc rõ luôn là kiếm được, lại có thêm gì ạ? Kiếm được nhiều tiền hơn. Kiếm được nhiều Đó. tiền, tiết kiệm tiền mà kiếm được tiền nữa thì quá tuyệt vời. Rồi, đó thì kể ra tự nhiên nói ở bạn tiết kiệm được thời gian thì nó đang chung chung, nhưng mà bạn gì ạ? À? Bạn có thấy gì? Thì phải hỏi nhu cầu của họ, à, họ đang muốn học tập. Đúng không? Ví dụ họ đang muốn học tập. Ủa, thì bạn dùng cái này nè, thì bạn có thêm thời gian để bạn học tập 30 phút, 60 phút mỗi ngày. À, hay là chăm sóc bản thân thì nói cụ thể hơn đó gì ạ? À? Đẹp, đẹp hơn thì sao? Thì chồng yêu hơn. À, đẹp hơn thì chồng yêu hơn. Đúng không? Nếu như vậy mình nói vậy thì họ thấy vui hơn rất là nhiều. À, mình nói về cảm xúc đó, thì họ sẽ thích hơn. Rồi đã rõ hồ sơ khách hàng hôm nay đã thông chưa? Không, Cứ cứ giờ một thấy lần tương thiếu ứng chưa? với một nỗi đau thì nó sẽ có Đúng những rồi. Sung sướng mà có thể vậy. Làm rõ hơn cái sự sung sướng đó là tiết kiệm thời gian thì nó vẫn chung chung bây giờ. Tiết kiệm thời điểm. gian, đằng sau lợi ích của tiết kiệm thời gian là làm được những cái việc gì nữa. Được không? Thì thay vì Làm rất là nhiều việc mình biết luôn. là tiết kiệm thời gian thì biết rõ ra, giống như là có thời gian chăm sóc bản thân, có thời gian kết nối mối quan hệ rồi ghi vậy, đúng không? Rồi từ cái sự sung sướng họ đạt được xong, bắt đầu đây nè, đi đầu tiên vẫn là sản phẩm, họ ok, họ thích rồi, nó có thời gian đúng không? Ôi làm vậy nè thì đợt này á, chị Thơ đang bán này rất là tốt luôn, mẹ em có muốn kinh doanh cùng để kiếm tiền không? Nhưng mà phải đi từ về thì đi từ sản phẩm trước thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, và lúc này đã về mối quan hệ đã từ quen biết rồi đúng không, bắt đầu nâng cấp lên tí nữa. À, thì chị Thơ có công thức rồi, bây giờ đó chị Thơ đã vẽ ra quy trình bán hàng 8 vòng 2 rồi, lập chỉ em lập hồ sơ khách hàng, chỉ cho khách chào hàng, chỉ cho khách làm, chia sẻ cách làm Facebook và giúp chị Thơ vậy vậy vậy. Nó bắt đầu chị Thơ phải có quy trình thì lúc này chị Thơ mới chuyển giao được, chứ không có nói miệng là chị sẽ giúp em thế này nó vẫn chung chung, thì cụ thể hơn là chị sẽ giúp em cái gì đó, là nấu ăn bây giờ đó em khỏe hơn rồi, em chỉ cần quảng bá những cái cách nếu em làm đó, làm sao ban đầu em làm sao 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 đó. Là chị cũng đã làm thì em có thể làm giống như chị vậy nè, thì lúc này chị có thể có một cái đội ngũ kinh doanh gì à? Bếp ngon. Hồi chị em bếp ngon, Bếp ngon hay là bếp xịn? bếp ngon đi, bếp Bếp ngon, sang ăn bếp ngon ngon đi, cho nó bởi vì tiện bếp nha. ngon là đồ ăn ngon ngon mà nó nhiều lắm, căn bếp nó ngon. À, cái từ ngon đang dùng với lại bên ví dụ như có chạm vào một cái nhóm khách hàng đang hay nói từ ngon, bên có một nhóm khách hàng ví dụ là ngon như vậy. À, học học cũng nói ngon, bởi vì giống như thưởng thức một món ăn nên mới gọi là hưởng thụ học tập, học kiến thức nó ngon quá, ngon nhưng mà hưởng thụ cái ăn thì ăn ngon, thì họ sẽ từ ngon sẽ liên tưởng tới đồ ăn, đồ ăn sẽ liên tưởng tới căn bếp, còn xinh á thì cái đó nó sang hơn, nó sang hơn nhiều, nâng cấp xong bây giờ ngon trước thì đó, thì gợi ý một từ khóa đó thôi, thì truyền thông làm sao để mình đi cái từ khóa đó để họ nhận diện được trong tháng này mà họ cứ là gì ạ? À? Nhớ tới chị Thơ là nhớ tới từ bếp và từ ngon, à, và nhớ tới bếp à, thì nhớ tới chị Thơ lúc này họ tìm gì rất là dễ, chứ bây giờ chị nói cái nồi chiên nhưng mà họ cần cái chảo thì họ họ chắc là chị Thơ có bán cái nồi chiên không à? Vậy vậy nhưng mà bếp ô vậy là chị Thơ kiểu vậy đó, thì họ có thể kết nối thêm sản phẩm này sản phẩm này sản phẩm này, nhưng mà nhớ phải có sản phẩm chủ lực là best seller, à, để mà mình dự đoán luôn là Tết họ cần cái gì nhiều thì mình nói về cái gì đó, gợi ý 5 mẹo để gì tiết kiệm thời gian dịp Tết, bởi vì mình đánh vô cái thị trường Tết đấy hả, cái nào mà khách tình lo. Ok chưa? Rồi, có cảm nhận gì không? Có chia sẻ bài học gì hôm nay nhận được không? Từ cái quy trình bán hàng, từ cách lập hồ sơ khách hàng, chị Thơ có Nói chia chung sẻ gì là không? hôm nay là Nói rõ riêng đi ràng lắm, đi, mọi nói thứ nó riêng đều cái này, nói rõ chung, dùng từ ràng nói chung nghe chung chung á, rồi. cảm nhận hôm nay nhận được điều gì? Nói Hôm nay chung dùng. là mọi thứ được rõ ràng hết rồi, cho nên là làm rõ ra được những cái mà mình cần phải làm.
chứ còn hôm trước là chị hồ biết nói chung nó còn mơ hồ. Rồi chị Hôm Hoa thì nay thì sao? Rõ hơn tí đi, nói vẫn chung chung á. Ví dụ như là mình tâm đắc cái điều gì đó mà trước giờ mình làm nó ở mình thấy nó làm sai, nó hiệu quả, bây giờ mình thấy nó ồ cái này ngon này, ứng dụng được nè, là tâm đắc. À, tâm đắc ngộ ra mình ứng dụng nó đó. Chị Hoa nên có cảm nhận gì không? đó là mình đi từ cái kết quả mình muốn bán cái gì, sản phẩm mình có biết cái gì, mình phải xác định được cái khách hàng của mình, cách nào để tiếp cận với khách hàng, thì nó vừa với hồ sơ khách hàng đây nó hỗ trợ cho mình phải gặp họ, có những cái ngôn từ, có những cái ý tưởng sẵn để mà mình tiếp cận họ được nhanh chóng hơn, có một cái sự chuẩn bị trong cái tâm thức của mình, ý mình về cái đối tượng khách hàng, thì gặp bất cứ một khách hàng nào cũng có thể bị họ có những cái, hầu như là họ có những cái nỗi đau chung, những cái niềm sung sướng chung trong cái độ tối đó, chuẩn bị cho mình cái ý tưởng như vậy qua cái hồ sơ khách hàng. Là bây giờ là Tăng cái tiếp cận đó là mình tự tin để có nhiều khách hàng chưa, hay là tự tin để không có phải nhiều khách mình kêu là mình tự tin rồi, mình chắc rằng độ tuổi này thì mình gặp người kia mình thờ ơ là nó mất cơ hội sao, nhưng mà phải không? lúc nào vậy nè, chỉ cần nhớ cho em một cái tâm pháp là bán hàng là phục vụ khách hàng, đọc ấy, lúc nào cũng nhập bán hàng là phục vụ khách hàng, đọc đi. Bán hàng là phục vụ cho Phục khách vụ hàng, khách hàng, À, bán hàng là phục vụ khách hàng ai đúng cũng có khả năng bán hàng, bởi vì ai cũng có khả năng phục vụ, là cái bài sáng nay em viết đúng không, phục vụ không? họ đấy, xem họ có nhu cầu gì. Ok em không bán dinh dưỡng mà họ muốn luyện tập không, ok giờ thầy cần đối cốt, anh giờ thầy cần đối cốt để khỏe cái đó, và nhận thức về sức khỏe, nhận thức về dinh dưỡng hiểu đó dùng sau cũng được. Và nếu như họ nhận thức về sức khỏe nha thì họ sẽ dùng rất là bền. Lúc họ chưa nhận thức á, thì lúc đầu họ nghĩ là họ có nhu cầu đó, nhưng mà sao em không thích những người dùng dùng thử dùng chơi nha, bây dùng xong xong vậy dùng có tí xíu nghỉ nó cũng không hiệu quả đúng không, nhưng mà họ hiểu rồi, họ hiểu về sức khỏe rồi, họ hiểu cái sản phẩm này thì vậy nó sẽ mang lại cái giá trị gì cho họ thì họ sẽ dùng bền hơn rất là nhiều. Em cần những cái khách hàng như thế, hơn những khách hàng mà là dùng thử dùng chơi dùng tí xíu đúng giống vậy đó. Và khách hàng cái nhóm của mình đã đề ra rồi thì càng nếu mà càng sát đó, thì họ đều có nhu cầu quan trọng gì đó. Nó chia ra đó là gì, những người có nhu cầu thì chúng ta đáp ứng ngay, những người chưa có nhu cầu thì chúng ta chăm sóc họ và gì làm hiện ra cái nhu cầu của họ được không, đừng chăm chăm và tập trung vào những người có nhu cầu không, mà những người chưa có nhu cầu thì chúng ta cứ tạo ra những bài viết đúng không, để chia sẻ họ một cái điều gì đó, chia sẻ họ cái công thức nào đó thì tự nhiên vậy cái nhu cầu của họ sẽ hiện, và lúc mà hiện á, thì họ cần và cần thì mình là một người giá trị thì họ sẽ liên hệ mình dành đó. Ok, một số chia sẻ của cho các chị như vậy thì đơn giản hóa việc bán hàng bằng cách đó là có công thức, có quy trình được không, và có năng lượng ấy, thì hãy tương tác với nhau để gì, để chia sẻ hiện thực, để có năng lượng. Và trong cái nhóm truyền cảm hứng lập ra đó thì có cái niềm vui nào đó, ví dụ hôm nay vậy nè, đúc kết bài học tí, à chiều nay à, mình học mình nhận được cái điều gì nó hay giống vậy, viết ra giúp cho em nhìn như là 2-3 bài học mình tâm đắc và cái điều mình sẽ ứng dụng. À, hay là cái kịch bản này, một số cái kịch bản để làm video đó kiểu kiểu vậy, hay là viết bài đó, ồ hay quá nay tên chia sẻ vậy đó, thì chị sẽ ứng dụng ngay như vậy thì để người khác đó, họ đọc vô họ biết là à, chiều nay ví dụ như là có những cái bài học gì thú vị vô, mà đó là cái cách để mình Qua tạo giống giá như trị ngày đó. hôm qua em ghi cái chat GPT của thầy đó mà chị không có vô được, chị chưa qua nên là cũng tiếc hồi hội. Rồi tuần này được tìm hiểu Chị biết chị ChatGPT đó. ơi Tuần này được tìm đó, hiểu ChatGPT đó. Tuần này thầy thứ cho năm bài tập tuần là sau tìm thầy hiểu ChatGPT. hướng dẫn. Nhưng mà tìm hiểu trước, phải tìm hiểu trước ChatGPT. À và bây giờ làm trước đi. Nếu như biết nữa thì dùng ChatGPT để sáng tạo nội dung. Thay vì ngồi nghĩ viết bài không? Đưa ra cái tiêu đề đó, hãy viết cho tôi một cái bài viết, hãy viết cho tôi một kịch bản để livestream, hãy viết cho tôi một cái bài viết bao nhiêu từ, hãy viết gì đó thì nó sẽ viết ngon lắm đó. Khó mà. Nhưng mà ban đầu làm trước cái đã rồi ứng dụng công nghệ thêm nữa được không đó. Đến gì em muốn là gì ạ, các chị mà làm được nha thì các chị thấy là cái nhóm người giống các chị nó nhiều hơn, với lại cái nhóm phụ nữ là tầm 40 đến 50 đến 60 mà
mình cũng là một người nội trợ và mình cũng muốn gì ạ, muốn làm sao để gia đình mình ăn uống ngon, nhưng mà mình vẫn có thời gian để mình làm đẹp, mình kết nối xã hội, mình có thể gì ạ, có thể kiếm tiền nhóm này nhiều không, mình có thể giúp đỡ nhóm này không đó. Thì ban đầu trước là gì ạ, tiếp cận với họ bằng một cái sản phẩm, mà sau đó gì ạ, chia sẻ nâng cấp họ thêm bằng những cái mình có và có thể là kết nối cơ hội. Và nếu như chị làm được điều này thì thời gian tới chị sẽ có rất 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 nhiều khách hàng, bởi vì nhóm này đông lắm, đúng không? Chị chỉ Này khá cần, là đông. đúng rồi, chị chỉ cần làm được trước thôi, và chị đóng gói là quy trình này và sau đó chị chuyển giao thôi, thì chị sẽ thấy rồi nó rất là đông. Chỉ cần gì à? Mình có quy trình trước, phải có quy trình rồi chuyển giao rồi, bây giờ làm thôi, bây giờ triển khai ứng dụng thôi, dụng tâm vô làm, đơn giản làm, nhẹ nhàng làm, vui vẻ làm, được không? Đơn giản hóa lại để làm video vậy, đơn giản lại thôi, làm video ngắn thì quay nó lại tí là ghép vô, học ghép cơ bản thôi. Cái vụ ghép ghép á, chị dở Hỏi quá. Cúc, hỏi Cúc, hỏi Cúc nha, chứ tại em cũng được đâu, có thể em vì đơn giản thôi. Ví dụ có một cái video nói về sản phẩm thì chị muốn hiệu quả thì chị xuất hiện ở cái đoạn đầu khoảng bao nhiêu giây đó, nói về một cái điều đó, thì lấy trong cái phần tiêu đề đấy xong ghép cái đoạn sau vô, Xong ghép rồi sao vô. thì tự nhiên họ coi chị, xong họ qua coi sản phẩm này dễ hơn là nhìn cái, đôi khi họ không thích một cái phiên bản nó đẹp sẵn mà họ thích vậy, họ thích coi mình và sau đó mình ghép qua được mà. À, giống như có những cái video nó rất là viral vậy, nó gì đó là vậy này, họ ghép ở khúc đầu là một cái người nổi tiếng, họ một cái người làm rất là giỏi cái đó, giống như là thực, giống như là phim ảnh, thực tế như vậy, nó có thể là nó mang tí hài hước tí nhưng mà cái lượt view nó rất là cao anh. Mấy ông reaction okay, Hôm qua kiểu kiểu vậy đó. chị không có biết, hôm qua chị để cái video đó nó ngắn ngắn thôi à, nhưng mà vậy cái lượt xem nó cũng lên nhiều á, thấy có Rất là tại nhiều có cái video là cái lượt giống xem nó nhiều hơn. một cái người họ làm rất là chuẩn, nhưng thực tế thì như vậy họ cũng thích những cái mà nó không hoàn hảo, mà cái đó là gì, để mình tiếp cận khách hàng là chính nha anh chị, để mình tiếp cận khách hàng là chính đấy, Tiếp cận thôi, đúng rồi, chủ nên là yếu mình là mình sáng tiếp tạo nội cận dung để cái mình làm cái nào, đúng là cái nào mình tiếp cận thì mình mục đích phải rõ ràng, cái này là để gì, để tiếp cận, cái nào mình bán hàng thì mình làm đó, cái này là mình bán hàng. Chứ đừng có tiếp cận like cũng muốn bán hàng thì nó khó, nó không viral được. Và để mà nó viral, để mà có nhiều người họ tương tác với vậy, hãy viết làm sao để họ đọc vô những cái bài viết này, là mình viết nó giống vậy đi, thì tại sao có những video, có những bài viết mà được chia sẻ cao, giống gì vậy, nói là hay 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 nói là gì ta, đêm 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 ví dụ lại, đêm nhớ là nhiều nhiều cái lắm nhưng mà nói gì thì em không nhớ hả. lục Không, ví dụ vậy đi, ví dụ anh Khang, bên Khang có đăng một cái câu đó là gì ạ, các anh có biết là gì, các anh có biết là gửi tiền cho vợ là gì ạ, đó là chăm sóc sức khỏe vợ thì tính mạng không. Thì thực ra cái đó là đánh vô mấy chị nhiều hơn, rồi mấy mấy chị sẽ cười ha hả, rồi mấy chị thì anh Khang làm cái video đó chẳng hạn, thì bây giờ tự nhiên ví dụ như là chị Thơ xem video đó, chị Thơ xem video đó xong cái tại chồng chị đôi khi về cái ổng đôi khi mỗi lần cứ phải nhắc đưa tiền gì, anh có video này hay lắm này, nói gì này, đưa cho xem, gửi cho xem, thì nó giống như thay lời chị nói, hiểu không? Các anh có biết vậy, nhưng mà ông Khang ông nói thì cái này mình đâu liên quan đâu, nhưng mà cái lời cái ý là mình cũng ý là dặn anh là nhớ đưa tiền đó, mình không cần phải nói nhưng mà trong video nó sẽ tự nói nhiều nhiều cái lắm, nó tương tự như vậy, để giống như là nó thay lời mình nói thì mình sẽ rất là dễ chia sẻ. Hay bạn mình đang gì có một cái cảm xúc tâm trạng, có một người chia sẻ về năng lượng đây, gửi qua cái này, này hay này, chỉ vậy coi đi, giống vậy đó, là giống như mình viết thì mình làm trung lập đó. Mình làm mình hướng mở rộng đó, thì họ sẽ rất là dễ chia sẻ. Còn nếu như mình cứ focus vào cái sản phẩm của mình hay là nói về mình thì cái đó nó sẽ ít ha, thường là không có, là ít hơn. Thì có thể là Đúng nghĩ những cái nội dung để làm sao có cái độ cái là chia sẻ cao, thì lúc đó nó sẽ có nhiều tương tác, và cái rồi. kho thì bài thì em đã gợi ý hết rồi, cái kho bài tương tác cao để em gợi ý rồi, vô đó có.
chưa thấy. chưa thấy gì trong nhóm đó. Đi coi mất phần ráng chịu đúng không, rồi thỏa mãn đúng không. Rồi, rất Đấy, là làm dạ lập hồ sơ khách hàng đi, rồi có gì gửi lại em, cần hỗ trợ thì gửi lại em. à. À, các chị thì sẽ gì ạ? Gia tăng doanh số và có niềm vui gì cứ chia sẻ với em, chia sẻ lên nhóm này. Và cái áp dụng đi, và vướng chỗ nào thì bắt đầu là cần hỗ trợ thì hỏi được không. Rồi, Em đang trả lời hai câu ok. hỏi là Rồi, làm sao sự để quan trọng xác là định tự nỗi đau tại. của khách hàng và làm sao để đúng nhu cầu rồi nhưng mà vẫn chưa ra quyết định thì giúp họ ra quyết định bằng cách nào đó thì đã chia sẻ rồi. Ok nha, Em chưa có cái đó. rồi cảm Rồi, ơn các chị rất là nhiều. bye bye em. Cảm ơn rất là nhiều luôn á nha. Nha. Hôm nay mấy tiếng đồng hồ luôn rồi. Bây giờ đi ăn cơm tiệm đi.